Xin chào tất cả bà con cô bác, hôm nay là thứ bảy, ngày 25 tháng 7 năm 2020 và Tâm đang ở nhà Tâm và bây giờ là 12 giờ trưa. Đây mọi người, cô bác thấy hôm nay là Tâm sẽ dắt mọi người tiếp tục đi tham quan vườn gỗ xưa nhà Tâm nha. Hôm qua có quay cái video rồi và đăng lên thì rất là nhiều cô bác đã xem và đã mua và hôm nay tiếp tục quay lại thăm vườn xưa nhà Tâm. Hôm qua là quay buổi chiều nhưng mà trưa nay mình về mình quay cái video này để cho bà con cô bác xem tiếp tục là buổi trưa nha. Buổi trưa thì quay nó rõ hơn, nó đẹp hơn cho mọi người xem. Ngày hôm qua buổi tối quá, tao quay cũng tối quá mà còn mưa lắc rắc rắc nữa thì nó hơi tối tối xíu. Nhưng mà hôm nay thì buổi trưa rồi cho nên là quay một cách tổng quát luôn, quay thật là nhiều, quay một cái video dài dài xíu để tâm sự với mọi người cũng như là mọi người biết cách để trồng cội củ xưa và củ xưa này như thế nào. Và mỗi ngày thì tâm đều quay clip và tâm đều nói hết để cho bà con cô bác, ví dụ như là có muốn mua thì cứ liên hệ cho Tâm và Tâm sẽ đi ship cho bà con và ship những cái tỉnh Tâm là ở Bến Tre nha bà con. Mà mọi người mà ở những cái tỉnh như gần gần Tâm, ví dụ như Tiền Giang, Vĩnh Long hay là Long An gì đó thì sẽ ship cho mọi người. Nhưng mà mọi người mua số lượng nhiều á thì bên Tâm sẽ giao trực tiếp cho mọi người luôn. Còn mọi người mua số ít vài chục cây thì 10 cây, 20 cây thì Tâm sẽ ship cho mọi người. Và ship thì những cái nơi gần thì sẽ tiện lợi hơn, còn những nơi xa thì cây nó héo héo một xíu thì bà con tưới lại, bà con trồng thì nó sẽ cũng ok, nó không có chết nha. Rồi, hôm nay sẽ đi tiếp tục quay cho mọi người xem. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu phía dưới đi ha. Phía dưới rồi mình lên trên. Đó. Mọi người nếu mà trồng mà mình không biết, mình trồng thử cũng được, mình trồng thử. Nếu như mà mình muốn trồng thử thì mình sẽ mua khoảng 10 cây về. 10 cây về sau đó là hoặc là 20 cây gì đó Tâm sẽ ship cho mọi người. Mọi người mà trồng nếu mà được á thì mọi người thấy ok thì mọi người có thể là trồng nhiều, có thể là giới thiệu cho bà con cô bác họ hàng của mình trồng đó, đi loại cây này để mai mốt là khoảng vài năm sau 7 năm là mình có thể bán được rồi. Nó 7 năm là mình bán được rồi thì mình có một số tiền đúng không, mình trồng mình nuôi dưỡng nó thì sau này thì vài năm nữa thì nó sẽ mình sẽ bán nó, mình sẽ kiếm tiền đó. Nhưng mọi người thấy không, ở vườn Tâm rất là nhiều nè. Năm nay là Tâm còn vài tháng nữa thôi, còn 2 tháng là Tâm được 18 tuổi rồi. Đó, 18 tuổi thì bây giờ trồng là cách này khoảng năm mấy, năm rưỡi rồi. Đó, đúng năm rưỡi rồi đó. Thì trồng thì sau này khoảng 10 năm nữa, khoảng 7 năm nữa ha. Thì đến khi Tâm cưới vợ thì bán mấy cây này thì đủ tiền để cưới vợ rồi. Nhiêu đây một cây là một con vợ. Nhưng mà bán cái vườn Tâm thì cũng khoảng 350 cây thì mình có thể là cưới 350 con vợ. Nhưng mà thôi mình cưới ít thôi, mình cưới 300 được rồi. Còn 50 cây thì mình chia cho cha đi, ông cưới vợ, ông cưới 50 con vợ thì mình cưới 300 con vợ được rồi đúng không mọi người. Đó, nó đùa đùa vui vui cho vui vậy thôi chứ cưới nhiều quá gì chật nhà không có chỗ ở luôn. Thì ăn là mạt luôn á, là tiêu luôn á. Đó. Đây đó, bà con cô bác nào mà ở gần quê Tâm thì ở gần Bến Tre hoặc là ở Bến Tre thì mọi người có thể mua nha. Mua thì ship nó nhanh lắm, khoảng chừng tầm 1-2 ngày là tới thôi. Đó, đây mọi người thấy không, gỗ của chúng ta rất là bự nè. Hôm qua thì quay không có kỹ cho mọi người á, tại vì quay nước nhanh quá thì tại mưa nên là hôm nay quay kỹ một xíu. Đó, đây là cái gốc chúng ta nha, gốc cây xưa đỏ chúng ta. Đây, cái gốc này nó bự lắm nhưng mà ở trên mái mọi người thấy nó nhỏ nhỏ vậy thôi chứ là thường nó rất là bự. Đó, ở vườn Tâm thì đa số là gốc nó bự cỡ này nhiều. Đây, trồng có năm rưỡi thôi mà bự cỡ này nè. Đó, mọi người thấy chưa. Đó, nó rất là cao, chủ yếu là nó cao thôi. Nó cao thì cái thân nó cái thân cao thì nó lỗi, có lỗi nhiều. Còn cái cành thì mình có thể cắt nó đi, tỉa đi, khi mà nó ra cành đó, thì mình có thể tỉa nó đi thì nuôi cái thân nó thôi, dưỡng cái thân nó thì cái thân nó bự ra thì nó sẽ nhiều lỗi cho mình. Đó, nó rất là cao nha mọi người. Đó, loại cây này chúng ta trồng là rất là màu lớn nè. Đó, đây rất là nhiều ở đây, mình thấy đã chưa, đẹp mắt chưa, rất là cao luôn. Đó, đây một cây, kiếm cây nào nữa quay cho mọi người xem cho bự bự xíu ha. Kiếm cây nào cũng có người bên kia tao cũng có cái cây bự cho bỏ lửa luôn. Đó. Ở đây là phía sau Tâm nè. Đây là nuôi ếch. Nhưng mà bây giờ không nuôi ếch nữa, giờ nuôi mấy con cá. Đó. Cá bóng này nọ rồi lạc giặt gì đó mà đi bắt cá thì bỏ ở đây, khi nào mà muốn làm ăn cơm ra đây bắt ăn rồi. Đó. Có ếch kìa mọi người. Hồi nuôi ếch dễ thương chưa? Đây nè. Đó. Ôi trời ơi, hết hồn, hết hồn, hết hồn. Thôi hết hồn với bộ nó năm nó giật hết hồn. Rồi hồi đó nuôi ếch nhưng mà giờ không nuôi ếch nữa. Lúc trước là vườn của Tâm thì nuôi rất là nhiều ếch nha. Hầu như là ếch ở đây đó là hai hồ đây, bốn hồ.
Đó hồ nói chung là nguyên nhà tao mà toàn là nuôi ếch không à, nhưng mà bây giờ thì không có nuôi ếch nữa. Con này ngày nào nó cũng lên clip hết trơn vậy. Chó. Ngày nào nó cũng kiếm tao ta thì mà tao quay clip nó cũng đi theo. Đó, nó rất là khôn. Khôn lắm nha. Đi rồi. Đó. Đây. Nó cái cây này nó cao lắm rồi mọi người. Đây nè. Cây nó cao ghê chưa? Ở cao bút bên kia luôn kìa. Mọi người có thể ghé nhà tao tham quan cũng được. Đó, mọi người ghé nhà tao mọi người chơi cũng được. Đó, có nhiều cô chú cô bác á, cũng gần quê quê, ví dụ như Tiền Giang hoặc Đồng Tháp, Tây Ninh, Tà Vinh vẫn có thể vẫn ghé nhà tâm chơi, ghé nhà tâm tham quan rồi mua vài chục cây về trồng cũng được. Mình trồng thì mình thấy ok thì mình có thể là mua với số lượng nhiều, hình như mình trồng vẫn được. Đó. Còn cô chú cô bác mà mua thì tâm ship khoảng 10 cây tâm mới ship, tại vì 5 cây á, thì cái phí ship bên tâm thì tâm nói là phí ship tâm chịu, nhưng mà nếu mà cô bác mua ít quá thì cái phí ship nó cao dữ lắm. Cái ship nó còn ví dụ như 5 cây thì cái ship nó hơn cái tiền mà tâm bán luôn rồi đó. Là lỗ đó. Còn nếu mua 10 cây thì cái phí ship nó giảm rất là nhiều. Đó. Rồi. Tại vì ship mình tính cái trọng lượng ấy, trọng lượng nó càng ít thì nó càng mất tiền lắm. Đó. Rồi. Đó, mọi người ngày hôm nay ngủ xưa chúng ta chưa? Đọt chúng ta lên, không hổng lên nè, hổng nó quay có lên đọt nè, bây giờ nó cứng cứng lại rồi, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đó, đọt của chúng ta bây giờ nó cũng ok hết rồi, nó lên cao xíu, với lại là nó cũng không có non, nó cũng không còn non, nó lên đọt cứng rồi đó, rất là nhiều ở đây. Rồi, cô bác nào muốn mua thì đi đặt tay ngang, tâm sẽ ship đi cho mọi người, ship miễn phí luôn. À, mọi người mua hàng trên mạng thì đôi khi là mình sẽ chịu tiền ship, nhưng mà bên tâm thì tâm sẽ chịu tiền ship cho mọi người luôn, cho nên là mọi người phải còn mất cái phí đó. 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 Đem một cái cây nè, cây này nó cũng rất là cao. Cao dữ lắm. Đó. Nó cao rồi thì là cái gốc nó bắt đầu nó nở ra. Nó nở ra như thế này, cái cây nó bắt đầu nó tự đứng vững lên, nó đứng thẳng lên. Đó. Đứng thẳng lên. Đây cho người xem cái gốc nè. Đó. Người thấy cây này cái gì không? Đây là cây cây cải. Đó là cây cải chúng ta. Cải này là xà lách. Không phải. Là cải gì á. Không biết phải cây xà lách son không nữa. Nhưng mà cành ăn rất là ngon. Nấu canh ăn rất là ngon. Còn người biết cái cây đó là cây gì không? Cái cây đó là vú sữa hoàng kim. Vú sữa hoàng kim. Chứ mình nói vú kỳ quá. Vú sữa hoàng kim thì mọi người thấy giờ nó chết chưa? Cây này nó chết tiêu rồi. Bởi vì bữa hổm nước ngập mặn á, nó chết. Còn ở cây nè, cái cây của chúng ta nè, đó. Tuy nước nó ngập mặn thôi, nước nó ngập mặn rất là 3-4 tháng luôn, nhưng mà nó vẫn coi như là mặn thì nó vẫn không sao, nó vẫn ok, nó vẫn sống nè. Đó, nói chung là cái cây này rất là dễ trồng nha mọi người. Đất mà đang ngập mặn thì ngập mặn khoảng 3-4 tháng thì cũng vẫn không sao. Còn nước mà nước ngập á, ngập thì có lên có xuống á, thì cũng không sao luôn, mình cũng có thể trồng được. Đó, nhưng mọi người đất Đồng Tháp thì mọi người có thể trồng được nha. Đó. Đất Bến Tre mà tao mà đất Bến Tre mà ngập mặn thì năm nào cũng ngập mặn hết trơn, nhưng mà những cái cây này chịu mặn rất là tốt, với lại là rất là dễ trồng, và khi sau này nó lớn thì nó sẽ có cái lỗi rất là đẹp. Cái lỗi đó thì chúng ta sẽ làm những cái sản phẩm như là dòng cổ xưa, dòng dòng mạ vàng tổng, và những cái cây, những cái tượng, hoặc là những cái sản phẩm ví dụ như là bình chất tà đó, rất là nhiều sản phẩm được làm từ gỗ xưa và nó rất là đẹp nên nó rất là quý. Nè, đây cũng có một cái cây nè. Đó, thấy cái gốc nó bự không? Đó. Hôm nay dắt mọi người đi tham quan vườn cổ xưa của Tâm, tại vì hôm qua có quay rồi mà hôm qua buổi chiều quay nó hơi bị mưa mưa rồi quay rồi cũng ướt nhẹp hết trơn, nên hôm nay quay buổi sáng buổi trưa nè, về nhà mới đi học về tâm quay cho mọi người xem, để cho mọi người xem nó kỹ rõ hơn, để cho nó ok, nó đẹp hơn ha, nó sắc nét hơn. Đó, rồi. Đó. Đây. Đây, đây là cây của chúng ta. Đó. Cô bác có thể nghe tập nói chuyện thấy ghê không? Tại vì thường là quay một cái video cũng khoảng mười mấy phút hoặc là cái 20 mấy phút ta vẫn có thể nói được. Thì mình bán những cái hàng như thế này thì mình chủ yếu là mình giỏi về những việc công nghệ đó, thì mình có thể áp dụng công nghệ việc bán hàng thì cô chú sẽ mua dễ hơn. Ví dụ như cô chú lướt coi YouTube thì cô bác thấy Tâm đăng những video thì mọi người có thể liên hệ được. Đó làm mình có thể áp dụng công nghệ vào bán hàng đúng không mọi người? Đó thì mọi người sẽ tiếp cận với mọi người cô bác nhiều hơn.
Đó mà mình với lại là cái lĩnh vực marketing thì mình cũng cần phải trang luyện, tại vì bán hàng thì mình còn phải nói nhiều, và mình nói nhiều mình phải nói cho nó hay, làm sao mà thu hút được khách hàng, thu hút được cô bác mua mua hàng, đúng không? Như tao nói rất là nhiều, ngành hồng cũng nói, tao nói nhiều dữ lắm. À, quay video là phải nói cho cô chú, cô bác, anh chị nghe thì cho nó vui vui xíu, để mọi người vừa mua hàng mà vừa thấy cái sản phẩm của mình nó ok, với lại là nghe cái tiếng của cái người quay phim Tâm đang nói này nó dễ thương đó. Còn bữa nào Tâm quay mặt con Tâm còn mình, cô bác còn thấy đẹp trai dữ nữa, tiếng nói nghe hay rồi nhưng mà cái mặt còn đẹp trai dữ nữa đó, vậy đó. À, Tâm nói vậy mốt cái nhà bán bom bán lựu đạn luôn, nổ quá trời luôn mà. Đây nè, góc này bự này nè, người xem nè, hổng rồi không có quay cô chú coi mấy góc này nè, cái góc này nó bự chưa, nhìn nó đã chưa rồi đó, đã chưa, nhìn đã chưa, vàng vàng đã chưa, nó góc của mình giờ nó bự lên đây nè, thấy chưa, nó nâng cái góc nó nở ra, cái nó bự ra cái nó đứng vững được luôn đó, cái cây nó cao lắm, đang còn tựa cái măng kìa, cái nó cao mút tới bên kia luôn đó mọi người, nó cao dữ lắm. Nói chung là cái cây này nó cao dữ lắm, tại vì thường cha trồng mà cha bấm đọt, bấm ở bấm tược chứ không phải bấm đọt, bấm tược để cho nó mất cái tược á, cho nó nuôi dùng cái chất dinh dưỡng á, nuôi cho cái thân á, để cho cái thân nó bự á, thì mình sẽ có được nhiều lỗi hơn. Còn nếu mà nhưng mà không bấm nó tược thì cái nó không có cái thân, nó không cái thân nó không có được bự, thì mình sẽ không được lỗi, sau này ít lỗi á, tại cái gì cái thân cái cành á, cái cành thì nó ít lỗi hơn cái thân thì càng mập thì càng bự thì nó lỗi nó càng nhiều. Còn cái rễ cũng vậy nữa, cái rễ mà sau này mà mọi người bán á thì sẽ đào, ví dụ đào rễ tới đâu thì mình sẽ đào tới, đào tới, đào tới, và cái rễ nó cũng vẫn có lỗi, mình vẫn có lỗi một chút xíu lỗi thì mình vẫn có vẫn lấy như mọi người, tại vì cái lỗi nó có rất là giá trị, mà một cái xíu gì là mình làm một cái hạt, một xíu gì mà làm được cái hạt chuỗi rồi, đúng không? Đó rồi, mọi người thấy không, trời nắng nè. À, hay là mọi người thấy trời nắng không? À, nhưng mà chiều nay mưa chắc rồi, tại vì giờ mây không nè, mây đen hùi lùi luôn rồi, thấy chưa? Đó. Mọi người thấy không? Bây giờ hôm nay mọi người xem cái video tao nó hơi bị xấu, vì sao không? Tại vì kiểu như là nó ngã nghiêng á, nhưng mà nó quặt như thế này, nhưng mà không sao, tại vì cái cây chúng ta nó dẻo nè. Đó, mọi người thấy không? Nó dẻo dữ lắm, nó dẻo, nó không có gãy. Nó như cái cây cọ, cái cây hồi xưa trồng cặp nó theo nè, thì nó kiểu như là nó bây giờ nó mục thì nó gãy một một năm một năm rưỡi, thì giờ nó mục và mấy cái tre này nó gãy. Còn cây xưa thì mình nó vẫn đứng bình thường, nó quặt thì nó vẫn không có gãy, nó vẫn có thể chịu đựng được. Nên là như mọi người thấy cái gốc này nó quằn này, cái quằn này nhưng mà rất là dẻo nè đó, sau này cái gốc nó bự lên á, cái gốc này nè muốn nó bự á, ấy da trời ơi, té tự té tự té, cái gốc mà nó bự á thì nó mới nở lên, nó nở ra thì nó đứng lên luôn, như là bây giờ thấy nó quẹo nè, nó cong mà thấy nó cong nè, nó tuy nó cong như vậy nhưng mà nó không có gãy. Nhưng mà thấy cái gốc ở đây nè, thấy chưa, cái gốc ở đó đó đó, nhưng mà cái đọt nằm đây nè đó, thấy gì dễ thương chưa đó, cái đọt nằm đây nè, chỉ nằm lên cái gốc nó bự thì đưa cây lên thôi, nó thẳng lên múc cao luôn thôi. Mọi người thấy không, cái gốc nó nằm bên trên đó rồi mà nó dài tới đây nè, à dài tới đây nè, à dài tới đây nè, à thấy dài rồi chưa, rồi nghĩ nghĩ mọi người thấy chiều cao như thế nào, khủng khiếp chưa, nó còn dài nữa chứ phải như vậy đâu, múc nó bự còn dài nữa nè, ví dụ như cái cây đó đó, à, cái cây này nè nó còn dài nữa nè đó. Ở đất Tâm thì đất hơi bê ích nên là mình trồng nó không có được nhiều, trồng số lượng khoảng 300 mấy 400 cây à, mà mình trồng còn hơi bị khít á. Còn cô bác nào mà trồng đúng yêu cầu á, thì mình có thể là trồng cách nhà khoảng mét 2 mét rưỡi, ok đó, đây Tâm cách 1 mét là 1 mét rưỡi à, đây đó đẹp chưa, ui củ sữa đỏ nè đó, đây đã chưa, cô bác nhìn thấy là mê luôn. Mốt có một mọi người có dịp nào nhớ ghé nhà Tâm tham quan mấy loại cây này đó, tham quan rồi bà con nếu mà cô bác thấy ok thì có thể là mua về trồng, nó số lượng nhiều vẫn ok đó. Rồi đó đã chưa, đó đẹp chưa, nói chung là vườn Tâm thì quay quay rất là nhiều rồi mà được lựa buổi trưa để quay cho mọi người xem, chứ buổi chiều chiều quay tối tối nó cũng không có đẹp, nó bị tối quá đó. Tâm thì mai mốt Tâm cũng sẽ nhập giáng hương gì Tâm bán cho mọi người, cái loại giáng hương thì trồng nó mau lớn hơn nha, nó cũng giống như cây gỗ xưa vậy nhưng mà cái loại nó rẻ tiền hơn đó. Đây là cái mấy loại này, cây này thì trồng sau này nên là nó hơi nó còn nhỏ, nó không có lớn, chưa lớn.
chứ bạn không lớn nha, nó chưa lớn. Đó, còn đây là cây vú sữa. Vú sữa nhà tao, mọi người thấy ông mây đẹp không? Trời chuyển mưa hết trơn rồi. Đó, trời chuyển mưa, ăn xíu nữa nó mưa. Đó. Đây là cây cao nè, thấy ghê chưa? Đó. Cây rất là cao. Đó, cao bây giờ. Đó, cái gốc thì mọi người thấy đâu mấy nhỏ nhưng mà ở ngoài nó bự lắm nha. Còn đây là cây giáng hương nè, để quay cái lá cho mọi người xem cái lá giáng hương với cái lá sữa đỏ nó khác. Đây là cái lá sữa đỏ nha. Đây cái lá sữa đỏ của chúng ta. Đó là nó dày. Đó, còn cái lá giáng hương là nó dày. Đó. Đây đi, đây đi. Lá này đi, đó. Lá giáng hương là nó dày. Mà cây nó cũng họ hàng cây sữa đỏ. Đây nè, đó. Đây bên đây là trồng giáng hương, còn bên kia mới với lòng sữa đỏ, đây là trồng giáng hương nè. Đó, mỗi tầm cũng mấy giáng hương nữa, tâm sẽ giá rẻ hơn cây sữa đỏ để cho mọi người trồng được. Có thể là muốn tìm hiểu cái này thì mình có thể trồng đó. Rồi rồi, giờ bây giờ quay hết 15 phút rưỡi luôn rồi, giờ trời, bữa trưa hôm nay trời, công nhận trưa tao mới dựng cơm xong á, ăn cơm xong cái buồn buồn cái đêm ra ra quay clip mà nói cũng nhiều dữ, nói cho bà con cô bác nghe mà con bác hú hồn, nói nhiều hôm nay nói nhiều để quay clip cho người nghe người xem đó. Đây chỗ xưa chúng ta đây, cây giống chúng ta đây, tao bán cây giống, mọi người có mua thì liên hệ nha, liên hệ ủng hộ tao mà có thể là các bạn Zalo hay tư vấn và tin nhắn cho mọi người gọi trực tiếp thì tôi cũng sẽ tư vấn cho mọi người nha. Đó, rất nhiều ở đây. Wow, mọi người thấy đã chưa? Mọi người mà kiếm mà có ở gần chỗ nhà Tâm thì có thể ghé nhà Tâm chơi. À, ghé nhà Tâm chơi để tham quan, tham khảo. Rồi cái cây này được thì mình thấy được ok thì mình sẽ trồng, mọi người sẽ trồng, mua gì trồng. Đó, rồi giới thiệu cho bà con cô bác ở gần nhà mọi người cũng trồng luôn, để sau này là bán nguyên hàng sớm, nguyên sớm làng là giàu hết. Đó. Mà mọi người sau này trồng mà nhớ có tiền bán tiền nhiều thì đừng quên Tâm nha. Đó, cũng ví dụ như là mọi người bán được 100 triệu thì mọi người nhớ chia Tâm 99 triệu được rồi nha. Mọi người giữ 1 triệu thôi chứ xài tiền nhiều quá xài đâu có hết. Nó chia cho bớt chứ chưa. Nó ăn quả nhớ kẻ trồng cây mà bán cây nhớ đến người người bán đó gì đó, người bán cây giống vậy đó. Đó. Nói cho mọi người vui vui vậy thôi chứ chúc mọi người có ngày thật nhiều sức khỏe, mọi người có trồng thì nhớ liên hệ Tâm nha. Tâm cũng cảm ơn các cô chú cô bác lúc trước đã mua ủng hộ Tâm rất là nhiều, cũng Tâm cũng rất là vui và tạo cho cái Tâm một cái tinh thần trong cái lĩnh vực buôn bán. Nói thiệt chứ mình mà Tâm thì thiên về cái nghệ thuật hơn, nhưng mà nghệ thuật thì đi diễn, quay phim, đi hát này nọ, nhưng mà sau qua đó thì cũng có thể là qua đó thì bà con cô bác cũng ủng hộ trong cái việc buôn bán của Tâm thì Tâm rất là vui đó. Nói chung là cái loại cây này rất là ít người bán, không ít người bán đâu, nhưng có Tâm bán thì mọi người, cô bác cô chú thấy cây xưa này thì rất là ít chỗ bán, nhưng mà bên Tâm Tâm thì Tâm bán mạng thế này thì mọi người cũng thấy rất là ok, rất đặc biệt, cho nên là mọi người cô chú rất là ủng hộ Tâm. Với lại là một người Tâm thì cũng như là thiên về nghệ thuật á, cho nên là mình cũng phải tạo cái gì đó khi bán hàng mà cũng phải tạo sự vui vẻ cho mọi người, để cho mọi người thấy cuốn hút, để cho mọi người có thể là ủng hộ Tâm bán hàng, ủng hộ Tâm để cách là mua hàng để ủng hộ Tâm đó. Mọi người thấy không, tao bán hàng mình thấy ghê không, nói mà còn hơn cái người mua luôn, mà là cứ biết là người mua tao sợ luôn á. Nói nhiều quá đó, mọi người cô chú thấy cũng nhận xét đó. Tâm có một cái nói chuyện rất là dễ thương, nói chuyện nghe rất là duyên dáng, bởi vậy thì Tâm cũng rất là vui. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, Tâm mệt quá trời rồi, nói chuyện 18 phút cho mọi người nghe. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn lại mọi người vào những video tiếp theo, mọi người có mua thì cứ liên hệ nha. Rồi Tâm sẽ tư vấn cho mọi người, chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ, bye bye. Vậy xin chào tất cả quý vị và con cô bác. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020. Đây là ở dưới quê Tâm. À, mọi người thấy cảnh ở dưới quê rất là trong xanh và đẹp không? À, bây giờ là 7:30 buổi sáng. Đó, hôm nay Tâm sẽ tiếp tục dắt mọi người đi thăm gỗ xưa nha. Đây, gỗ xưa vườn Tâm thì hôm qua tôi có quay buổi trưa rồi, còn buổi kia ngày trước nữa thì em có quay buổi chiều. Bây giờ thì quay buổi sáng đi ha. À, còn bữa nào rảnh quay buổi chiều nữa. À, quên, bữa quay buổi chiều tối luôn á, nhưng mà
Bữa nào quay buổi chiều khoảng 4 giờ 5 giờ để cho ánh nắng mặt trời nó chiếu cho đẹp xíu nữa ha, cho mọi người thấy cảnh dưới quê trong đó là đẹp, với lại là xưa chúng ta trồng thì nó cũng rất là đẹp nữa nè, đó mọi người thấy không, ở những cây xưa của mình đây có một cái cây xưa này gốc nó rất là to. Hôm qua tao quay mấy cây xưa bên kia nên là tao không quay lại, tao quay mấy cái cây xưa tiếp theo đó, đây là cây xưa chúng ta nè. Đó cây này thì tao trồng khoảng được 1,5 năm thôi mà nó bự như vậy rồi đó. Cái cây này kể từ bây giờ thì nó rất là mau lớn nữa đó, người xem nè. Đó. Đẹp chưa, bự chưa, đó. Cao lắm nha mọi người, để quay cho người xem nè, đây nó cao mút bên kia luôn nè. Ở bên kia có một cái con chim sắt nó gõ vô cái te đấy đó, có đó thì nó gõ vô bụp bụp luôn á đó. Đó nghe tiếng đó chưa, con chim nó cái lông nó mà trắng đen, trên lưng nó đốm trắng đốm đen đó, mà thấy không, nhỏ nhỏ quá đó, nó gõ kìa, zoom xíu nữa nha mà hơi bị mờ nha mọi người, đó hơi bị mờ xíu mọi người xem nha, đó nhìn 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 nó kiểu như là cái mỏ nó hơi bị cứng á đó. Đó. Xa quá tâm zoom nó bị to mờ đó, ở nhà tâm có trồng cao quá nè, bây giờ là 7 giờ nên là nắng nó lên này, chá quá trời chá luôn. Đó thương mình nó còn đọng trên lá nè, lá bưởi nè, bây giờ coi hình ảnh rất là đẹp nè đó. Ở tới cửa tâm có dòng sông nữa ở bên kia là cái lộ, bên kia xe chạy, còn trước là dòng sông. Nhà tâm đi là phải dòng đằng sau chứ không phải là dòng trước, rồi mọi người thấy không, hồi xưa nó đẹp phải chưa đó, đây nhà trước tâm, nhưng mà mình đi mình phải dòng đằng sau, đây đằng sau có đường, còn đằng trước thì không có đường đi, đằng trước chỉ có cái sông mà thôi đó. Đó, nắng nó hơi bị chá một xíu, rất là đẹp luôn, xưa của mình đẹp lắm, sáng nó còn sương nữa nè, thấy chưa? Đứng xa xa cho mọi người thấy nha, nó bự, nó rộng, đó, vậy nào mọi người thấy rộng chưa? Đó, nhiều ghê hen. Để bữa nay tâm đi vòng vòng vườn xíu nha, tại vì hôm qua rồi là đi cũng vòng vòng rồi mà chưa coi mấy cây này, mấy cây này mọi người chưa có coi coi nè, đem ra đây quay mấy cây này nha. Hôm qua là cho mọi người coi mấy cây bên đó rồi, nếu như mấy cây này rồi thì mọi người có thể bắt lại cái clip phía trước mọi người xem được, vô kênh ta bắt lại nè, như quay lại đi cho mọi người mới thì mọi người không thấy nè, cái gốc này rất là bự nè, đó đây cây này cũng cái gốc cũng bự nè, bên đây cũng vậy nè, nói chung là gốc nó bự hết trơn nè mọi người. Mình có thể vô nhà tâm tham quan thì tâm cho mọi người có thể chiêm ngưỡng những cái cây này đó, cái view đẹp nè đó, mọi người thấy chưa đó. Rồi qua đây đi hen, ngày nào cũng mấy cây tre nè, lúc trước có cầm cho mấy cây xưa nó đứng à, còn giờ có mấy con chim nó đứng kia lên tại nó gõ, ngày nào cũng gõ từ sáng chiều tao nghe nó còn bên kia kìa, mấy con này nó rảnh lắm, nó bay rồi. Rồi qua đây đi, ở đây mình sẽ xem được mấy cây xưa nó gõ, gốc nó bằng gốc nó to đây nè, như cái cây này nè, gốc cây xưa này nè đó, huyện giả thấy chưa bà con, thấy không đó, cho bà con xem gốc nó cũng rất là to, nó nắng nó dội vô đó, nó cao mà nó to nữa, đây nè đó, to ghê chưa đó, nó cao tới bên kia luôn cả, ủa wow, bên kia luôn cả.
quà này nó không có gãy nha, nó rất là dẻo. Ví như cây sưa của mình thì nó rất là trồng rất là dễ, với lại là dẻo thì cái quặng như thế này nè nó vẫn không có gãy. Khi nào cái gốc nó đủ to rồi nó tự nở gốc ra ha, bắt đầu cái giai đoạn nó mới lớn nè, nó nở gốc ra nè, cái cây mình bắt đầu nó đứng lên nè, nó đứng thẳng lên đó, vậy đó. Đó là cái giống của chúng ta nè, nhưng bà con mua thì em sẽ bán cho bà con trồng. Ừ. Đây nhiều giống lắm, có nhiều nhiều cây lắm, có nhiều giống lắm. Rồi còn đây là mấy cây gì cho em trồng cũng không biết nữa, nhưng mà cây dưới đây là cây cải. Cây cải này mình có thể ăn cải, ăn ăn lẩu gì vậy? Ngon lắm, với nồi nấu canh. Rồi để em ra ngoài đây cái, vô đây cái à, cửa nhà có cái sông nè, mấy bụi chuối nè. Quê tâm buồn lắm, đi buồn nhưng mà sống dưới quê mới cảm thấy được cái không khí dưới quê rất là trong lành, yên bình. Đó. Mày thấy không? Đẹp lắm, cảnh dưới quê đẹp lắm. Đó. Quay quê cho mọi người xem. Rồi. Đây. Mình thấy nhiều không? Rồi mọi người có mua gỗ xưa, mọi người muốn mua cây giống liên hệ nha. Hay là đi quay mấy cây ngoài đây cho mọi người xem cái. Đây nè, như giả bà con thấy nè, đây có cái cây nè. Không, người không có cái gốc nè. Đó. Đây nè. Đó. Đây nè, cái gốc này nó bự ghê chưa? Cái này nó gốc nó bự dữ lắm. Kiểu như là cái cây này nó đứng vững được rồi đó. Gốc mình nở ra là sau này là mấy cái thân nó tự đứng luôn, nó to ra đó, thấy không? Đó. Rồi. Còn ở đây là rau lan. Rau lan nhà em có trồng rau lan nữa. Rau lan là nếu có ăn rau luộc thì ra đây luộc ăn. Ra đây hái rau lan luộc ăn. Qua đây cái. Bên đây thì mấy cây trồng sau này cho nên là nó hơi còn nhỏ một xíu, nó không có bự, nó còn nhỏ. Mọi người thấy không, khi mà trồng này thì lão nên mùa mưa cho nên là mấy cái bé này nó chưa sử dụng, nhưng mà đến khi mà mùa nắng rồi đó thì mấy cái bé này nó sẽ tưới dàn bé tầm 40-50 cái dòng bé lần đó. Lắp đặt thêm một cái hệ thống điều khiển nữa là mình chỉ cần ấn nút thôi là nó sẽ tự động tưới đó. Muốn tắt thì mình tắt nó đi đó. Vô đây nha. Mình thấy có mấy cái hồ này không? Lúc trước khoảng cách đây khoảng 6-7 năm là đang nhà nuôi heo, nhưng mà bị lỗ rồi nó không có nuôi nữa. Đổi qua chuyển sang nuôi ếch. Nhưng nuôi ếch một thời gian thì có thấy cũng không ổn. Lúc đầu thì lời rất là nhiều, sau cũng không ổn. Đó, giờ đi làm nhà bỏ đói, nhà tâm đi học đâu cho ăn. Cây cũng không ổn cho nên là thôi chuyển qua cái việc bán buôn bán cây. Bán cây được bà con cô bác ủng hộ rất là nhiều. Đó, bà con cô bác coi lên mạng thì mọi người thấy những cái video tâm quay như thế này nè. Rồi mọi người liên hệ. Rồi cũng mua. Hay những cái cây chúng ta mà thấy không? Đó, cây sữa đỏ chúng ta nè. Cái này nè. Gốc nó bự nè. Cái này nó quấn thêm cây gì hết ta. Quấn thêm gì bữa anh đem cắt mấy cái này, cắt mấy cái này ra mới được quấn cây à, rồi xong vậy là nó tự nó héo à, chuông rồi hả à. Đó nó quấn cái cây của mình á, quấn cây gì thấy chưa? Nó có đường nè, thấy không? Mọi người tạo, mọi người để ý kỹ mấy cái cây khác nó leo lên, nó lên nó quấn, quấn mất chất dinh dưỡng của cây mình á. À, gốc bự chưa đó. À, cao lên à, cao về chưa? Còn cao nữa nha mọi người, khoảng 1-2 năm sau quay lại thì mọi người chắc chắn là thấy nó sẽ rất là khác, nó bự, nó lớn, nó khác, nó bự cao to, và mọi người thấy tầm cũng sẽ rất là khác, tầm đẹp trai hơn bây giờ đó. Chó sủa gì trời đó.
Bởi vì nhà Tâm thường thường cô chú anh chị hay vô lắm, vô để mua cây nè, rồi coi cây tham quan đồ nữa. Đó. Nhà Tâm thì chỉ có 1,5 công đất thôi, trồng thì nó cũng không có được nhiều. Đó, cha Tâm cũng về tới kìa. Thấy cái rau hay gì ta? Thấy rau hả? Thấy rau gì? Rau má hả? Giờ rau má rồi hồi nấu canh cơm nhút phải không? Đó thì hái rau má hồi nấu canh cơm nhút. Tư ra làm gì? Cỏ hả? Hay giả ra không? Vườn Tâm thì trồng thì cũng có cỏ nè. Cỏ có gì tư ra cắt? Nhiều lắm. Ăn tháng lần cắt lần vậy. Tặng cũng bao bao bự bự không? 2,3,3,4,5,3 luôn, chạy đâu có hết. Trồng như lúc trước làm trồng thì phát cỏ, nhưng mà thôi để cỏ như vậy, để cỏ tích như vậy thì nó sẽ giúp cây tốt và mau lớn hơn, mát mẻ hơn, không có hại với cây. Chỉ cần để cỏ như tích như vậy được, còn nhiều quá thì mình cắt, cái gì tươi ra cắt. Đây, cái ốc nó bự ghê chưa. Đó. Đây. Rồi hôm nay buổi sáng dắt mọi người đi tham quan một vườn Tâm xíu, rồi mọi người có muốn mua cây hoặc là muốn đến để tham khảo cây thì gần nhà Tâm có thể đến nha. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, mình có mua hay liên hệ nha. Chúc mọi người một ngày mới được vui vẻ. Rồi, bye bye mọi người. Dạ xin chào quý khán giả, bà con cô bác của kênh Nguyễn Hoàng Tâm. Ngày hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2020, bước sang một tháng mới rồi. Và đây là nguyên giả, thấy không? Đây là cái cây xưa đỏ cha Tâm mới trồng nè. Trời ơi, hổng rài là cũng khoảng cả tuần rồi mới có một cái clip cho bà con xem. Đó, đây cây xưa đỏ cha Tâm mới trồng. Hổng rài là bán hết rồi, sắp hết rồi nguyên giả. Hay ghê, bà con cô bác ủng hộ rất là nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nay cha Tâm mới trồng hai cây đó nè. Đó, nguyện giả thấy không? Nè, cái gốc cây này cha Tâm trồng bự lắm nè. Đó, gốc bự này thấy chưa? Đó, nó bằng ngón út luôn nè. Đó, cao thì khoảng 6 tấc đến 7 tấc. Đó, gốc chúng ta thì gốc rất là to nha bà con cô bác cứ yên tâm. Đó, đây. Như cha mới trồng 3 cây nè, nguyện giả, đây có một cây đó nè. Đó. Hôm nay thì cha Tâm đi thu mua cây gỗ xưa. Mua một cây thì bà con biết thì cái gỗ xưa của mình thì rất là đắt, rất là mắc. Cho nên là hôm nay cha Tâm đi xem mấy cây kia. Đó, rất là nhiều cây. Đây ở bên đây cũng có trồng một cái cây nè. Đó. Thấy chưa bà con đã thấy chưa? Đó. Hôm nay cha trồng 4 cây nè, Tâm thấy nãy Tâm thấy 4 cây là cha Tâm trồng, cái Tâm quay cho quyển giá bà con xem. Giờ ổng đi cha Tâm đi giao cây ở bên Bình Thuận rồi quý khán giả. Đó, ở Bình Thuận rồi, xa lắm, cách chỗ Tâm cũng khoảng 200 mấy 10 cây số. Đó, nhưng bà con mua thì cứ giao tới chỗ thôi. Đó, cho bà con yên tâm. Đó, đây cũng là một cái cây nè, những cây nó bự thấy ghê không. Đó, bà con cô bác thấy chưa, nay là bây giờ là 1 tháng 1 mấy rồi, một mấy Tâm mới đi học về 1:30 rồi, 2 giờ nữa đi học rồi. Tâm đi học khoảng 3 bữa nữa là Tâm bắt đầu thi tốt nghiệp rồi, ôm thi tốt nghiệp rồi, khoảng ngày 9 tháng 8 là Tâm thi tốt nghiệp rồi bà con bác. Đó, tới đó là Tâm đã đi, sau khi tốt nghiệp xong thì sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh để nộp hồ sơ để xét tuyển vào trường Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Đó, năm nay mình thi Nhạc viện, nếu mà rớt thì có lẽ mình về Cần Thơ mình học thôi. Đó, nhưng mà đối với Tâm thì Tâm chắc chắn là phải quyết tâm thi đậu vô cái trường của mình chọn. Đây bà con có bác thấy không, cái cây xưa này nó bự cái chưa, đó có nó bự nè. Cha Tâm mới bón phân cho nó tốt ra. Đó, bà con trồng thì bà con bón phân vào để cho cây mình nó tốt. Đó, đây bà con bác thấy không. Đó, cha Tâm bán muốn hết rồi, không đây bà con thưa bác thấy rất là nhiều, nhưng mà giờ ít lại rồi nè, ngày nào cũng có bán nhưng mà không có, rất là ít quay cho bà con cô bác xem. Hổm đã quay nhiều lắm, nhưng mà quay nay quay lại thì con bác thấy không, còn ít lắm thấy không, bán rất là nhiều. Cha Tâm dồn lại một chỗ cho nó dễ nè. Đây nè bà con cô bác thấy gốc không, đó gốc xưa chúng ta nè, bự ghê không. Đó, con bác thấy chưa, đã chưa, đây rất là nhiều nè. Đây gốc bự không hà bà con cô bác ơi. Đó,
Bà con mát, bà con cô bác có mua thì liên hệ cho Tâm, liên hệ số điện thoại Tâm để trên phần mô tả với phần cái tiêu đề video á, mọi người thấy mọi người bấm vô mọi người xem, mọi người liên hệ, mọi người gọi Zalo cũng được. Đó, có một nhiều cô chú anh chị mà gọi Zalo hỏi thì cũng sẽ bắt máy để trả lời cho mọi người hoặc là gọi trực tiếp qua số điện thoại. Với lại là một điều nữa là bà con cô bác mà ở đâu mà có xưa cây xưa nè, cây xưa lớn, xưa bự nha, có lỗi đó thì liên hệ bên Tâm sẽ tới là khoan lỗi kia để xem lỗi nó có nhiều hay không rồi mua đó. Thì thường thường thì cha ta mua một cây như vậy thì nếu mà cây kiểu như là khoảng hổm ra thì cha mua đi coi mấy cây kia kìa, có một cái cây khoảng 19 năm hả, mà mua với giá là 50 triệu đó, rất là nhiều cây, với lại cũng có cây cả 100 triệu luôn nữa đó. Và con cô bác không lại thấy ở trên YouTube á, mấy 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 cô bác á, cô bác mà thường thường cũng đi mua xưa tầm mua tới quay thấy mấy cái clip mà quay mua xưa cây xưa á, thì cũng khoảng cả 100 triệu một cây đó. Đây rất là nhiều, vừa năm tầm đó nhiều nhưng bà con cô bác đó. Hôm nay buồn quá quay cho mọi người xem. Với lại là mấy mấy gốc xưa này thì như mọi người đã biết rồi, bữa hổm tao có quay nó bự cho bá lửa luôn rồi đó. Xưa này mình trồng 7 năm là mình đã có lỗi, mình bán được rồi. Này sau này khoảng 20 năm sau á, thì giờ tao 17 tuổi, 18 tuổi, 20 năm nữa 38 tuổi đó. 38 tuổi thì cũng như cha Tâm trồng để cho con sau này nó hưởng, là Tâm ở nhà Tâm thì chỉ có 2 cha con thôi, sau này xưa thì cha không cho mình đó, gán nuôi cho ổng để ổng lo cho ổng cho xưa mình, chứ mình không nuôi ổng, ổng bán xưa ổng đi du lịch, ổng không cho mình là mình buồn. Nó chơi thôi chứ sau này thì nói chung là ổng là chồng, ổng để dành cho mình để sau này mình có mình bán, mình có tiền thì mình mở nhà hàng hay gì đó, hay mở công ty mình làm chủ tịch cũng được đó. Như vậy giả thấy cho sau này để Tâm nếu mà có điều kiện có tiền thì em sẽ mở một cái công ty đi, công ty mình sản xuất mấy cái loại mấy loại chuỗi chuỗi trang sức đồ gì làm bằng từ cái gỗ sưa đỏ nè, mình làm tượng này nọ đó, mình làm để mình đăng video lên mình bán. Tại vì còn bà con cô bác biết không, mình làm cái gì đó thì nếu như mà nhiều người biết tới thì sẽ dễ hơn, ví dụ như là mình quay video để mình chia sẻ sản phẩm đó cho quý bà con cô bác biết, thì bà con cô bác biết thiệt là nhiều thì mình sẽ bán được hàng nhiều hơn đó. Nói chung là không lại bà con cô bác mua nhiều lắm đó. Rồi để ra đây đi, ra đây ra ngoài vườn Tâm, vòng vòng vườn Tâm xíu hen, khoảng 10 phút đi cho bà con cô bác đi vòng vòng vườn Tâm 10 phút. Đó, giờ gió lắm bà con bé ơi. Đây nè, hôm nay dịch Covid-19 đang quay trở lại, cũng buồn, hơi buồn buồn xíu. Tại vì không biết cái tâm tính đi du lịch đó, mà kiểu như là dịch thì thôi mình ở nhà đi, chứ mình không biết là mình đi rồi không tốt sức khỏe đó. Mình nếu mình bệnh thì ảnh hưởng nhiều người nữa. Nói chung là ở nhà là ok nhất đó, mình thấy giữ sức khỏe cho mình và suy nghĩ cho nhiều người khác đó. Như đây là khán giả thấy không, đây là dừa, dừa nhà Tâm nè đó. Dừa nhà Tâm là bán bẻ gì là bán, là lâu lâu khoảng tháng là có bẻ dừa đó. Đó đây giờ mình hoặc ở nhà mình mà vườn mình mà trồng cây gì, mình trồng xen canh mấy cây này vô thì khoảng khoảng 10 năm 20 năm sau cái mình để dành, mình có tiền mình bán, mình có tiền. Cây này nó bự kìa bà con các bác. Đó, cái này là cái giáng hương nè, nó cũng giống như cây xưa vậy đó, màu lớn cấp kỳ luôn. Đây nè, càng ngày càng lớn. Đây bữa hổm quay cho bà cô bác xem rồi, nay nó quay lại thì nó bự cho bá lửa luôn, gốc đó nè, giờ hơn 2 nắm tay đâu, mà 2 nắm tay tao mà nắm là không hết đâu. Đó, mấy cái này giáng hương hết nè. Mà con muốn mua giáng hương cũng liên hệ tao nha, tao cũng có bán giáng hương nữa, nhưng mà giáng hương thì nó bán cái lỗi nó không bằng cái gỗ sưa đỏ của mình. Đó. Thì đây có nhiều anh chị á, gọi hỏi Tâm phải phải cây này là cây sưa đỏ không, sợ da sưa tắn rồi người ta người cô bác là cô bác sợ, và đây là sưa đỏ cô bác, đây Tâm chỉ bán sưa đỏ thôi chứ
siêu trắng là không có bán, tại vì siêu trắng thì giá trị nó thấp lắm đâu có bán. Đó. Đây là siêu đỏ rất là uy tín, tao nói thiệt chứ đây là cây siêu đỏ chứ mà siêu trắng nhiều bà con cô bác không không sợ, không có sợ, sợ không phải là siêu đỏ, tao bán siêu đỏ thôi chứ không có siêu trắng, bà con cứ yên tâm nha. Đó đây siêu đỏ, vô tâm tầm siêu đỏ mà đúng không? Bây giờ cho bà con cô bác xem là bà con cô bác cứ tin tưởng, tại vì mà trồng siêu đỏ thì cái giống trồng con bé siêu đỏ thôi chứ không có siêu trắng đâu. Đó. Như là tâm đã cung cấp cho mọi người cách để nhận biết là siêu đỏ siêu trắng rồi, thì siêu trắng thì cái lá nó đối xứng, còn cái lá siêu đỏ nó sẽ le nó. Thì bữa hôm con quay một cái clip cho bà con cô bác xem á, để làm cho bà con xem cái lá nha. Nè cái lá sao le nè. Đó, thấy chưa? Còn lá siêu trắng nó đối xứng nha. Rồi. Đó, bây giờ xưa tao nói chung là mình trồng những cái cây này đó, cái mình thấy nó lớn á, mỗi ngày mình thấy nó lớn mình rất là vui. Ví dụ như giờ tâm đâu, tâm còn đi học mà đâu có làm ra tiền đâu đúng không? Thì làm ra tiền nó cũng có làm ra tiền đó, thì làm khoảng ví dụ như tháng làm khoảng 1-2 triệu chẳng hạn, mình chỉ đi phim mình có tiền rồi, nhưng mà mình như đó sao mình xài đủ. Ví dụ sau này mình làm mà mình làm việc mà mình làm khoảng 6 triệu tháng đi ha, thì đối với tao thì 6 triệu thì nó cũng lớn á, nhưng mà đối với cái nhu cầu của mình thì 6 triệu làm sao cũng đủ, tao phải lo nhiều thứ chi tiêu, cho nên là ước mơ tao cũng phải làm 6 tỷ một tháng đó. Nói thiệt, tao nói thiệt chứ làm mà mình làm công việc nào cũng phải thật là nhiều tiền đúng không? Tao ước mơ là khoảng 6 tỷ một tháng, năm làm cũng phải chừng cả 100 tỷ thì tao mới sống được. Như các bác thì mình nhìn vô những cái cây thế này nè, những cây xưa nè, đó mình có rất là nhiều hy vọng, đặt niềm tin hy vọng vào nó để sau này mà sau này lớn lên rồi đó thì mình có thể bán được đó, thì mình có tiền. Cho nên là bây giờ tâm vẫn còn 18 tuổi nhưng mà tâm rất là vui đó, mình cứ tâm đầu tâm lúc nào cũng nghĩ là sau này sẽ giàu đó. Đó là mình suy nghĩ sau này mình giàu thì chắc chắn là một ngày nào đó thì mình suy nghĩ cái gì đó thì những cái điều ước, những cái điều suy nghĩ của mình nó sẽ gửi đến vũ trụ. Mà khi nào mình đã thành công rồi thì điều ước nó đang về, đó đã về với mình rồi đó. Đó, những điều ước đó ở ngoài vũ trụ nó bay về rồi, là thành công rồi đó. Đó. Nói chung là mình sống thì mình cứ tưởng tượng, mình suy nghĩ những cái điều là tích cực, những cái điều vui thì một ngày nào đó thì nó sẽ đạt được những cái ước mơ, những cái suy nghĩ của mình suy nghĩ. Tâm suy nghĩ là mỗi tháng làm được 6 tỷ, 6 tỷ. Đó, 6 tỷ không đủ nha. Thiệt tâm không thích làm việc cho người ta, tâm chỉ thích là làm việc cho mình thôi. Tâm học để làm gì? Học và lễ làm chủ người khác chứ không phải để làm việc cho người khác. Đó là cái mục tiêu của tâm đó. Cho nên là đặt cái mục tiêu của mình là sau này làm 6 tỷ một tháng là chuyện bình thường. Đó, còn 10 tỷ nữa kìa. 6 tỷ một tháng. 25 triệu một ngày. Chúng ta 25 triệu một ngày. Bình thường. Đó. Mình có năng lực, mình có khả năng thì mình cứ ước mơ. Hãy ước mơ những gì mà mình mơ ước thì cố gắng làm thực hiện nó thì mình sẽ thành công. Rồi. Nói chung là đây là cũng một phần là hôm nay thì để chia sẻ cho mọi người về vườn xưa, với lại là chia sẻ những cái ước mơ, những cái ước mơ kinh khủng, kinh điển nhất mà tao muốn chia sẻ cho bà con cô bác, vị khán giả. Với lại là một phần nữa là cũng giúp cho mọi người mà ai mà muốn trồng cái cây này đó thì liên hệ với tâm, thì sau này mọi người trồng thì mọi người cũng sẽ giàu. Đó, mình người thì sau này mình dưỡng già cũng được, hoặc là cô chú nó còn trẻ để sau này mình trồng, để sau này mình lo cho bản thân mình, hoặc là lo cho con mình nó hưởng gì cũng được. Nó giúp mọi người, vừa mọi người mua, mọi người ủng hộ tâm, và mọi người cũng giúp mình, giúp bản thân mình, tâm cũng giúp mọi người có được một cái những cái mọi, giúp cho mọi người có biết những cái loại cái giống như thế này để mọi người trồng, để sau này mọi người thu về những cái giá trị kinh tế cho mình, những cái giá trị mà phải là chung là cái giá rất là đắt đỏ như những cái cây này đó. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều, và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Và mọi người có những thắc mắc gì thì cứ liên hệ tâm sẽ tư vấn cho mọi người. Và mọi người muốn trồng cây xưa này thì cứ liên hệ tâm sẽ tư vấn cho mọi người, là sẽ giao, nếu mà mọi người mua thì sẽ giao hàng tận nơi cho mọi người ở miền Nam luôn nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều, chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Mọi người nhớ bấm đăng ký để ủng hộ tâm nha. Chào tạm biệt mọi người, bye. Chị xin chào tất cả bà con cô bác. Hiện tại thì hôm nay là ngày 24 tháng 7 năm 2020, và hiện tại đang ở nhà Tâm để quay gỗ siêu đỏ cho người xem.
Trời trời đang mua mọi người ơi, tao mới chia dù để tao quay một cái clip này rất dễ thương cho mọi người xem. Đó là quay của sư đỏ nha. Đó. Còn còn cái bên nhà Tâm thì cô chú đang karaoke. Okay. Cũng hơi bị ổn xíu mà không sao. Đó, nói chung là mưa thì mọi người ở nhà chỉ không biết làm gì chỉ karaoke thôi. Đó. Đây là cây gỗ xưa của chúng ta. Đó, mọi người thấy cái gốc không? Đó, cây này thì mới trồng được có năm mấy thôi. Nó rất là cao. Trời, nó cao như con rắn luôn kìa. Đó. Nói chung là vườn này thì trồng tầm tầm thì cũng khoảng 300 đến 400 cây. Đó, nhưng mà để tao qua đây, ở đây em trồng mai nè mọi người. Đó, mọi người thấy mai đẹp chưa? Mai này bữa kêu để trong kêu mấy chị kia vô xem để bán để kiếm tiền hay đi học. Trời thường trời, mấy cô chú karaoke okay. Thôi để mình qua bên tây mình quay quay cái vườn cổ xưa này cho mọi người xem đi. Mấy cô chú karaoke okay, nó hơi ồn. Đem theo một cái cây dù để che để bị ướt cái máy quay. Cũng xin quay với mọi người. Thường trưa trời trưa nắng không chịu quay đâu. Trời trời mưa cái xách dù đi quay. À, giống của chúng ta nè. Ở đây em bán bớt nè, mọi người thấy nó thưa thưa ra nè, thấy chưa? Còn ở bên kia nữa. Ở bên kia thì chưa có bán mà có bà cô bác cũng đặt rất là nhiều rồi. À, hôm nay làm YouTube và bán cây mà cũng rất nhiều cô bác ủng hộ. Đó, các bạn tôi cũng ủng hộ nữa. Trời, có mấy bạn rất dễ thương, mua vài cây trồng sau này cưới vợ. Đó. Đây là cây bưởi nè mọi người, cái cây bưởi tốt chưa? Cái bưởi này hồi trồng lúc tôi còn học lớp 10. Bây giờ học lớp 12 rồi, sắp ra trường rồi. Đó, nó bự thế này rồi, cái bưởi này nó ra trái rồi nè, trái nó ăn rất là ngọt. Với lại bên cái bưởi bên kia đó, bên kia có một cây bưởi kìa. Đó. Bưởi vườn Tâm thì trồng cái bưởi này rất là ngọt, nó không hạt. Bữa nay có hạt nhưng mà kiểu như là nhậm trái nó không có hạt ngộ vậy đâu có biết sao nữa. Nhiều nhiều khi có trái có hạt, có trái nó không có hạt nên nè, như trái bưởi nè bây giờ là gọt đem vô gọt ăn rất là ngọt nè. Đó, những cái là bưởi này ăn rất là ngọt, tao không nghĩ là sao bên kia nó vàng nè. Đó, mà thấy vàng chưa? Ê chà chà, có cái máy rồi đó, tầm tầm rất là nhiều. Ở đây mọi người thấy là khi tầm tầm tao có kẹp một cái cây nè, khi mọi người không kẹp cũng không sao nha. Đó, không kẹp thì sau này cái gốc nó tự nó lớn lên thì mình cũng cái gốc nó tự lớn nó bự ra thì nó cũng chống chịu nổi, là mình không cần kẹp những cây này cũng không sao. Tại lúc trước ta trồng thì trồng lâu không biết cũng kẹp như thế này nhưng mà không kẹp cũng không sao. Đó, rất là nhiều ở đây giống chúng ta này, tranh thủ quay vài cái video để đăng cho bà con cô bác xem. Hôm nay bà con cô bác xem cái video cũ đó, rồi cũng gọi nhiều. Đang làm cái video mới để cho bà con xem, bà con cô bác biết, bà con cô bác gọi. Đó. Còn ở đây là ở bên cái đường hẻm như nhà Tâm. Đây có mấy bụi việt quế nè. Đó, bụi việt quế. Trồng để cho đẹp thôi, tại vì bây giờ bứng ra, bứng để mình bán mấy cái bụi việt quế này, mình cho mình chừa chỗ không gian để cho mấy cây xưa này nó phát triển nè. Như mọi người thấy cây xưa này không? Khi mà cái gốc nó bự nó tự nó đứng được rồi nè. Đó. Lúc trước nó còn chịu một cái cây ở trên đây nè, cây bưởi nè, nó còn chịu dậy được, mà nó sẽ gốc nó cứng thì nó sẽ đứng là vững là được rồi. Đó, cái gốc ở ngoài mọi người thấy bự lắm nhưng mà ở trong cái máy thì có thể nó nhỏ một xíu không sao ha. Đó. Đây đây cũng có một cái cây nè. Đó. Người xem nè. Gốc bự lắm, trong máy nó hơi bị nhỏ. Đó. Quay phim lúc nào cũng vậy ta. Đó. Đây. Cao chưa quá trời cao luôn. Đây ta cầm có nhiều cây nè. Tại vì bữa hở là cầm mấy cây này rồi, và mấy cây này đó thì nó bị mục á. Mấy cái tre cái nứa này nó bị mục đó rồi, sau nó gãy đi, nó gãy đi thì còn cây xưa, mà cây xưa của mình thì nó rất là dẻo nha mọi người. Trồng rất là dẻo, nó quằn quằn nhưng mà nó không có gãy đâu. Đó. Cái cây chống nó cái cây nó thì nó gãy, còn cái cây nó thì nó không bao giờ cái gãy. Đó. Nó cong cong nó không bao giờ gãy, nó rất là dẻo. Đó. Đây rất nhiều cây đây luôn. Hôm nay mới quay lại cho mọi người xem mấy cây này, tại vì từ lúc trước làm cách thì cả năm trời mới quay, hôm nay quay lại nó lớn rồi, nó bụi cho bá lửa rồi. Đó. Đây
Hiện tại đang mưa nữa. Đó. Mấy cây kia nó quằn là, nhưng mà thật sự là nó, cái gốc của bự thì nó sẽ đứng lên. Đó. Gốc bụi chả bá lửa luôn nè. Đây. Xuống ở tầm giờ gốc bự không rồi. Đó là mau lớn, trồng mau lớn rồi đất mọi người đất thịt đất tốt rồi thì tao mau lớn nữa. Đó. Ở chỗ tâm tại đất ít đó mình trồng kích kích vậy, nhưng mà cái mọi người muốn trồng mà chất lượng tốt đó thì nói chung mình đặt yêu cầu đó thì mọi người trồng khoảng cách nha, khoảng 2,5 m, 2,5 m mỗi cây. Mọi người có thể trồng xen canh với những cây dừa nè, đó, cây bưởi như thế này nè, nó sẽ cộng hưởng rất là tốt cho cây của mình. Tâm lại đây em cho mọi người cây giáng hương nha. Đó, cây, mấy cây giáng hương, mấy cây giáng hương nó màu lớn hơn. Bữa nó quay như vậy, cây giáng hương cái bữa. Cây giáng hương nó cũng giống như vũ xưa vậy. Gặp ở đây quay mấy cây giáng hương này. Mấy cô bác hát hát karaoke nữa rồi. Nhà tâm cũng buồn buồn cũng đi ra hát karaoke. Trời. Mọi người nghe tiếng bụp bụp không? Tâm đang che một cây dù như thế này nè. Dễ thương chưa? À, đó là mộ của mẹ Tâm đó. Mẹ Tâm mất này cũng khoảng 8 năm nay rồi, chỉ có hai cho con sống thôi. Trời ơi, mỗi ngày nó mỏi bự mọi người ơi. Thật ra thì lúc trước có quay đó, cây này là cái giáng hương, có bụi chà bá lửa luôn nè. Trồng có năm mấy à, 2 năm mà nó bự. Tháng tháng 10 đó là 2 năm nè. Đó. Trồng vào tháng 10. Đó, những cái loại này loại giáng hương nè. Đó. Là giáng hương cái lá đó, đây là để vô cho người xem cái lá kỹ, cái lá giáng hương đó nha. Đây cái lá giáng hương ở đây. Đó. Bên Tâm thì cũng có bán giáng hương nữa, nhưng mà vài bữa nữa sẽ nhập giáng hương về để bán cho mọi người. Đó. Mọi người có mua thì liên hệ Tâm nha. Rồi, đây. Đó. Siêu quá tí xưa. Để đi một vòng để cho mọi người xem nữa. Buổi chiều này bây giờ là 6 mấy rồi đó, 6 mấy mà nói chung là trời cũng gần tối rồi, nhưng mà mình quay cho mọi người xem. Tại vì mình cũng buồn buồn hôm nay được nghỉ học, tranh thủ quay mấy cái video để đăng clip lên cho mọi người, đăng video lên cho mọi người xem, để mọi người thấy, mọi người bấm vô mọi người xem thì mọi người sẽ biết đường mọi người mua. Mọi người mua thì mọi người cứ gọi số điện thoại. Video nào mà có liên quan qua cái cửa sổ đỏ, Tâm điều để số điện thoại để cho mọi người dễ gọi. Thổi cây này nó cao rồi trời. Kìa mọi người thấy không? Cao lên tới đây rồi, để quay qua đây quay. Còn đây là rau lan. Đó, rau lan mọi người thấy tốt không? Mua nhìn thức nó tốt ghê lắm, Tâm mới hái đọt. Không hái nên là hôm nay mọi người coi đã lắm. Đọt đã. Đây nè. Kiểu như mấy cái này nè. Nó kiểu như là quá giật rồi đó, nó cao kinh điển. Đó, trời ơi cao là lia cái máy lên là mới mỏi tay luôn á. Đó. Vậy thì chứ bữa nào nó tự cứng cái gốc thì nó sẽ tự thẳng đứng lên nè. Đó. Đây. Quá rất là nhiều. Đó. Đây cây bưởi chúng ta. Wow. Mọi người biết thì cây xưa của chúng ta thì có giá trị kinh tế rất là cao, nên là mọi người rất là ưa chuộng nó và rất là thích trồng. Cây là cây gỗ quý mà thuộc nhóm 1A. Rồi xong dưới cái dù luôn, hết qua được luôn. Đợi một xíu. Mọi người thấy thật dễ thương không? Trời ơi, đi chơi cây dù đi quay clip giữa buổi chiều nhà mưa, thấy chưa? Đó. Đây. Dễ thương chưa, dường dễ thương chưa. Cái xưa chúng ta cao đến 6 tấc lận mọi người ơi. Đó, 6-7 tấc nha. Rồi mọi người mua liên hệ lắm nha. Còn đây là rau cải. Rồi, để quay xuống quay rau cải cho mọi người xem. Cải thầm tốt dữ lắm. Mấy cải đó ăn lẩu gì á. Mà nó mắc lắm, tới 2.000 ký lận. Mấy cây rau. Mấy rau cải. Đó. Đây mấy rau cải nè, trồng chung với cây xưa nè, thấy chưa? Đó. Mấy rau này ăn phở rồi ăn rất là ngon, ăn nấu canh rất là ngọt, ngon dữ lắm, mắc lắm. Đó. Ngoài chợ là bán rất là mắc. Đó, mọi người xem nè.
Trời ơi, mũi mọi người ơi, mũi nó cắn đập. Rồi. Hai buổi chiều chúc mọi người vui vẻ nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cô chú lại hát karaoke nữa rồi, lại ồn nữa rồi, tao quay tao nói chuyện mọi người khó nghe. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Chúc mọi người có ngày mới thật là vui vẻ, mọi người có mua thì nhớ liên hệ tao nha. Cảm ơn mọi người, chào tạm biệt hẹn người, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye. Kỳ nhông, con kỳ nhông cứ như là nó ăn chuồng rồi nãy hút gió cho nghe mà thiệt, chứ mấy con kỳ nhông mình hút gió nghe là nó khoái á, nên hình như là kỳ nhông thường thường là hút gió cho nó nghe, nó tưởng nó rắn lục cái nó sợ đứng yên một chỗ á kiểu như vậy đó. Hôm nay quay tiếp tục gỗ sưa đỏ cho quý khán giả xem. Đây nè, đây là một cái cây gỗ sưa đỏ chúng ta đó. Đây cũng lâu lắm rồi mới quay lại nữa nè, chứ không lại tao không có quay gỗ sưa đỏ luôn, không này là chỉ đi quay những thứ khác thôi, còn gỗ sưa đỏ thì hôm nay quay tiếp tục cho bà con xem, với lại là quay tầm khoảng 100 lộ clip gỗ sưa đỏ đấy, đăng lên YouTube cho mọi người xem, mọi người lướt mọi người thấy nó nhiều cho nên là mọi người có thể bấm vào mọi người xem và mọi người mua được. Còn cái cây bữa này bữa hởm, cái cây này bữa hởm tâm nhổ cái rễ lên nè để cho nó đừng có bám vô cái thân cái cây nè, này nó chết dần, chết mòn nè. Đó. Cao rồi chưa, quý vị khán giả thấy cao không? Cao muốn bên kia đâu kìa. Đó, mấy anh chị, mấy cô chú mà có mua thì liên hệ tâm đi. Chứ hôm rày cũng cô chú anh hệ đi nhiều lắm, cũng nhắn tin tâm nhiều lắm luôn. Tâm cũng có liên hệ rồi, liên hệ lại với lại là cô chú cũng mua nhiều lắm. Đó, mọi người cứ liên hệ tâm cứ ship ship cho mọi người miễn phí ship luôn. Cao ghê không? Nói mấy cây này cao dữ lắm. Rồi đi tiếp nha mọi người. À mọi người ví dụ mọi người xem thì mọi người muốn trồng thì mọi người mua, có thể mua thử vài cây mọi người trồng thử cũng được. Đó, 5 cây tao mới ship nha mọi người. Đừng mua 2-3 cây mà nó ít quá, cái tiền ship nó cao dữ lắm, nên bên tao chịu không có nổi. Mà mua 5 cây trở lên thì bên tao sẽ chịu tiền ship. Còn nếu mua 2 cây, 3 cây thì mọi người phải chịu tiền ship nha. Đó, đây nè. Không mày cha tao bán bớt rồi. Đó, thấy cha gió nó ngã kìa mọi người. Mọi người thấy không, gió đang kia ngã kìa. Mà kiểu như mấy cây này nó dẻo, nó đâu có ngã, đâu có gãy đâu sợ. Đó, cái cặp tâm đem ra ngoài tâm phơi, hôm qua chơi chọi bột á, gói đầu cái cặp nó tắn tươi luôn. Ui đó, hôm nay tâm cũng đi ra ngoài vườn, tâm đi coi vòng vòng cái này, hôm nay thấy mấy cây này nó lớn quá trời, nó quá to. Hôm nay gió mọi người, gió sau cái nó quặt qua đây, bữa nào mốt cái gốc nó bự tự nó đứng thẳng là đó. Gió quá không rồi, áp thấp nhiệt đới á, bão quá rồi gió nhiều nè mọi người thấy không, mấy cây này nó quằn qua nè, nó mới ngã qua nè, nó dẻo lắm. Mừng cái yên tâm đi, mọi người trồng không sao, mọi người trồng nó ngã cũng sao, quằn cũng không sao, nó lớn quá kiểu như là nó dài quá rồi cái thân nó còn nhỏ thì nó bị quằn vậy. Còn nếu mà cái gốc khi mà mốt mọi người trồng xong cái gốc nó bự ra là cái cây nó lớn nên nhỏ hơn các cây này được, cái cây nó lớn là tự đứng thẳng thôi. Đó, mấy này bữa nào tự tháo à, cộng mấy cái dây này nó đeo hoài, đeo cây nó không phát triển được. Ây da, bán sắp hết rồi quý vị khán giả. Đó, đây đã chưa mọi người có nhiều cô chú cũng dễ thương lắm. À, thấy quay thấy mấy cây tập trồng nè, rồi bắt đầu nhắn tin cho tâm
hỏi là thôi giờ mua mấy cây được không, nhưng mà mọi người cứ trồng đi, mọi người mua mấy cây con như này nó rẻ hơn, mọi người trồng khoảng 1 năm là nó bự như thế này rồi, chứ cây này mình đâu có bán được, mấy cây này là mình đâu có nhỏ để mình bán được đâu, nếu bán cũng có 1 triệu bạc một cây rồi đúng không, sao mọi người mua nổi. Thà là mình mua mấy cây con mình trồng khoảng năm năm xong cái lớn vậy, nó lớn vậy khoảng 10 năm hoặc 7 năm nữa là mọi người bán, mọi người lấy cái lỗi người bán đó, mọi người có thể liên hệ tâm để tâm mua lỗi. Giờ tâm vẫn mua cây gỗ sưa đỏ, mọi người mà ở chỗ nào mà có gỗ sưa thì cứ liên hệ tâm sẽ đến tâm mua đó. Người ta không có bán mấy cây cao nha, 4-5 mét nha, mấy cây này nó cao tầm khoảng chục mét rồi đó, cao dài lắm cái chục mét rồi, chứ tao không có bán mấy cây này nha, mấy cây để trồng đó, mọi người muốn trồng thì mua mấy cây nè, loại này là trồng cũng được mà đó, loại này thì mình trồng được rồi, vì nhà mình trồng khoảng chừng tầm năm đã bự như mấy cây nhà tao rồi, còn trồng muốn bán thì khoảng 7 năm thì cái gốc bự ra thì lúc đó đã có lỗi rồi, mình mua mình bán được rồi đó. Lỗi là mình làm những sản phẩm ví dụ như là vòng tay hay là chuỗi tách trà gì đó, cha đang bán bớt trơn hay chưa đó, đã chưa mọi người ủng hộ hôm nay thưa thưa ra nè đó, mọi người mua thì liên hệ nha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều, hôm nay quay cái clip ngắn ngắn cho mọi người xem thôi để bữa nào tao quay dài dài nữa cho mọi người xem, tại vì hôm nay là tâm ôn thi tốt nghiệp chủ nhật tuần này là tâm thi rồi, cho nên là cũng không có quay cho mọi người xem được, khoảng tuần sau á, tuần sau tâm bắt đầu tâm với cha đi sẽ đi ở những cái vùng khác để có thể là xem gỗ mấy cái cây người ta bán á, mấy cây gỗ xưa người ta bán, ví dụ như gốc bự này nọ, cây bự cây to thì xem để mua cho người ta, rồi tâm sẽ quay chia sẻ cho mọi người, tại vì mấy cây này nó cái giá trị kinh tế rất là đắt đỏ, cho nên là mọi người gán nếu mà tâm có, mọi người nhớ là bấm đăng ký đi, bấm đăng ký kênh tâm để khi nào tâm ra video mới cái mọi người vào mọi người xem để mọi người biết là cái giá trị kinh tế như thế nào, mà khi mà khoan lỗi cái cách mà thu mua thế nào đó, cái cách mà chúng ta tính cái cách mà tính tiền lỗi như thế nào đó, đo lỗi thì sao rồi mua thế nào, giá trị nó nhiêu, là mọi người cứ đăng ký kênh thì tâm sẽ quay clip nào thì mọi người vào mọi người xem ha. Rồi đó, giờ là mới có 10 giờ hả mọi người, nhưng mà kiểu như là nó gió gió nó sắp mưa tới nữa, ngày nào cũng mưa hết trơn, mưa gì mình cũng không có tưới cây khỏe đó, mọi người thấy không, có gắn với cái bét nào, cái bét này là để mình tưới nè đó. Nhà tao có 2 motor lận, cái motor này để dành là nếu có chuyện lên cống nè, cái ống đường chuyện cống nè, cái motor đó đó là motor điều khiển tự động đó, ở tao đó có bộ điều khiển á, nắng nó thôi cái nước sẽ hút dưới lên, rồi hút dưới sông lên, rồi truyền vô đường ống này, nó sẽ đưa những cái bét đó, 40 cái bét lận, nhà tao tới 40 cái bét lận, tại vì thì trồng nhiều cây lắm cho nên là còn phải nhiều bét đó. Còn mấy cái cây này, mấy cây giống này thì cha đâm tưới bằng ống ống kéo đây nè, gắn vô cái này là để tưới cho mọi người đó, để tưới cho để bán cho mọi người, rồi mọi người có mua liên hệ nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều đó, đã chưa. Rồi chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo, mọi người nhớ bấm đăng ký để có thể là xem thêm những video của Tâm nha, chào mọi người, bye bye. Xin chào tất cả bà con, đây chính là xưa chúng ta. Đây, bà con thấy không? Gốc thì rất là bự, nhưng mà hình như lên mái nó mọi người thấy nó hơi bị nhỏ xíu á, nhưng mà bà con yên tâm đi, khi bà con mua thì sẽ giao gốc bự cho mọi người. Đây nè, cây cao thấy ghê chưa? Đó. Cao từ 6 đến 7 tấc nha. Bà con mua thì tâm chỉ giao từ 6 đến 7 tấc thôi, có khi là mọi người cũng có thể là có cây 8 tấc nữa thì mọi người cứ mua đi, tâm sẽ giao cũng hơn 6 tấc là ok đó, chứ không có dưới 6 tấc đâu. Đây nè, gốc cây người thấy bự nè, bự lắm đó, mấy cái lô bà con mua thì tâm thấy là toàn gốc bự không à, chứ không có gốc nhỏ nha, nè gốc bự không à đó, nhìn gì chứ bự lắm, mọi người trồng cứ yên tâm đi,
ở chỗ mà bà con mua ở xa thì dù cây nó ra hơi héo một xíu nhưng mà bà con cứ tưới lại là trồng sẽ ok đó, bà con không có sợ nó chết đâu đó. Cây này rất là dễ trồng mà, cho nên là không có héo, nó cũng nó dụng ít lá thôi, bà con tưới là ok liền đó. Đây nè đó, mà hổng đây Tâm có một cái này cũng khá đặc biệt đó. Cha Tâm ổng ổng nói hình như là cây mấy cây mà nó ngã ngã nằm nằm gì nè, nó mau lớn hơn cái gốc mau bự hơn, đi cho bà con xem nè. Tâm cũng nhận thấy vậy luôn á. Đây nè, những cây nè như vậy nè đó, cái gốc mau bự lắm. Từ kể từ bây giờ hổng người đang quay bà con xem á, cái giờ là gốc nó càng bự thêm đó, thấy rất là mau. Đến bây giờ thì khoảng trồng khoảng một năm mấy rồi thì thấy nó rất là mau lớn, nó cứ ngã vậy nè đó, cái gốc bắt đầu nó bự lên nhiều lắm đó, mau lớn ghê thiệt. Không mà Tâm ra là thấy mấy gốc như mấy gốc này nè, nó hỏi mình nó cũng đâu có lớn đâu, nhưng mà giờ nó quay bà con xem nó lớn là một nắm tay nè đó. Bữa hổm là một nắm tay, bữa hổm tôi có quay cây này nè, nhưng mà nó hơi cái nắm tay nắm nó còn hơi bị thiếu, nhưng mà giờ nắm là hết luôn nè đó, đã chưa. Ôi, cái này nó mập, nó mập cái một cái gốc nó nở, cái hang cái Tâm nó có lỗi đó, chủ yếu là cái lỗi cái lỗi ngay cái gốc mình nè, của cái thân mình nè đó, cái thân mập thì lỗi nhiều. Đây nè, cái cây này nó cao dữ lắm luôn á, cái cây này nè từ ở dưới gốc nó lên mà nó lên cao tới cái vú sữa bên kia luôn đó. Nay mùa hè dê nó kêu, với lại là mấy cây này nó nằm ngang nè, nó nằm ngang nhưng mà cái gốc nó mập lắm, hồi đã nó nhìn đã lắm. Không đây thấy nó nè, thấy không mọi người, thấy không, Tâm chỉ ra mấy gốc mà, cái gốc xưa mấy gốc mà nè nó mọc lù luôn kìa, thấy chưa đó đó, ra là toàn là lô toàn những lô hàng mập cho mọi người không à, chứ không có cây nhỏ đâu ha, mọi người yên tâm đi đó. Mọi người mà mua đó thì xem YouTube mọi người mua thì mọi người gọi điện trực tiếp đi hoặc kết bạn Zalo đi, chứ mọi người hỏi giá cây ở dưới YouTube Tâm trả lời cái đứa mất, không có comment số được. Ví dụ như giờ comment số xong cái mọi người chưa đọc cái mất tiêu rồi, xong mọi người thấy cái giá cây được đúng không, cho nên là thường thường ta không có công bố giá, mọi người cứ liên hệ Tâm sẽ tư vấn cho mọi người, rồi mọi người hỏi gì mình sẽ trả lời đó. Trước cửa Tâm có cái sông đó, trời ơi ổng chạy kìa, yeah, ổng hụi lên hồi đụng bụp lá nè, đụng lá nát kìa nè đó, thấy chưa, rồi thấy không, nguyên vườn Tâm là không để bán nhiều lắm, mà con mua rất là nhiều luôn á, không đây là còn ít xà ta đó, mà con cứ đặt một người mua nha. Rồi ngày nào cũng có người mua ta á, ngày nào cũng có người mua, cũng liên hệ rất nhiều, một ngày Tâm tiếp đâu cả mấy chục tin nhắn đó, mọi người Zalo á mà mọi người hỏi á, mọi người xem YouTube cho mọi người hỏi á, trời ơi đã hơi mệt luôn á đó, người thấy không, nếu như mà mình trồng xong mình trồng những cái cây này đó, bà con quay cái bà con thấy bà con mê cái bà con đặt mua, mà có nhiều người hỏi Tâm là phải cây sưa đỏ không, sợ do sưa trắng á, thì Tâm nói là sưa đỏ mà, tại vì biết sao không, ở vườn Tâm trồng sưa đỏ mà, không thể làm sao sưa trắng cho mọi người đúng không đó, đây là sưa đỏ hết, toàn bộ là sưa đỏ nha, nhà Tâm trồng sưa đỏ thì Tâm bán sưa đỏ cho mọi người, chứ mai trồng sưa đỏ đi bán sưa trắng hết trơn á, sưa trắng nó không có giá trị nên mình đâu có bán kia nó làm gì đúng không, chứ mình không cũng không có trồng sưa trắng ở vườn mình chi nữa, để sau này bán cũng đâu có giá trị, nên mình trồng sữa đỏ mình bán sữa đỏ cho bà con luôn, sau này là bà con có muốn bán lại thì bên Tâm sẽ thu mua luôn, bà con cứ liên hệ Tâm, Tâm sẽ thu mua cho mọi người luôn, đến trực tiếp nơi để xem mà khoan lỗi đi tính tiền cái lỗi cho mọi người, sau này á mà bà con có mua rồi á thì Tâm cũng sẽ đến Tâm quay video để cho mọi người xem đó. Nói chung là 11 Tâm sẽ có nhiều bà con đang liên hệ cho cha Tâm để bán cây sữa đỏ, và mới mua khoảng qua cái đợt thi nè, khoảng tháng sau á thì Tâm sẽ đi quay mấy cái video để cho mọi người xem cái người ta khoan lỗi, người ta tính tiền như thế nào và giá trị của nó đắt đỏ như thế nào đó, rất là nhiều, tại vì Tâm còn bận học quá nên là không có đi được, không có đi quay clip cho mọi người xem được á, cho nên là muốn bà con nào mà có bán á thì cũng liên hệ Tâm nha, liên hệ Tâm, Tâm sẽ đến Tâm xem và còn quay clip luôn để cho mọi người biết đó.
cũng như là mình làm cái gì cũng sẽ quay lại cho mọi người xem để mọi người biết là giá trị nó như thế nào. Mình trồng cái này khoảng 7 năm là mình bán được rồi mọi người đó. Nếu mà mình trồng càng lâu thì mình bán càng giá trị thôi. Mình trồng mình chăm sóc mới là nó mau có lỗi thôi đó. Nhiều nơi họ bán, nhiều nơi họ bán cây cũng cây xưa nè, nhưng mà với lại là nó nhỏ lắm, nó ngắn ngủn mà nó nhỏ xíu à, với lại là cái gốc nó không có được to. Mà bên tao thì tao bán cây to mà gốc to rồi nó cao nữa, cho nên là rất là ok, hợp mà hợp lý luôn á, hợp mà mọi người trồng rất là ok luôn á. Còn những cái tin shop bán giá rất là đắt đó, ở tên shop mọi người lên mạng coi thì thấy nhiều chỗ rất là đắt, mắc quá tao thấy cũng ngán nữa. Tại vì bên đây tao bán cây mà mình cây rẻ hơn tên shop nữa, mà với lại là cái cây nó lớn nó cao nữa thì rất là chất lượng cho mọi người đó. Mọi người mua bên tâm là ok luôn nè, thấy không, cây mà cao nè, xanh mướt nè, thấy không đó, xanh mướt rồi lại là gốc to nữa. Nghe mấy gốc này nó to ghê không đó, cái gốc cây nè to nè, thấy không đó, đẹp không, nhìn mọi người đẹp không, nhìn quá là đẹp luôn, nói chung là nhìn thấy mà mê luôn á đó. Nếu mà mọi người đã ở xung quanh tỉnh của Tâm thì Tâm có thể là ship cho mọi người rất là nhanh đó. Mọi người mà nếu mà mua, ví dụ như là mình mua với số lượng nhiều thì cha Tâm sẽ giao tận nhà đến cho mọi người. Còn mà mua số lượng ít, ví dụ như 10 cây, 20 cây gì đó thì Tâm sẽ ship cho mọi người, và đặc biệt hơn là đó chính là miễn phí ship cho mọi người luôn. Mọi người không cần trả tiền phí ship đó, rất là tiện lợi, rất là ok cho mọi người luôn ha. Rồi, cho nên là mọi người hay nhắn tin hỏi là có bao ship không, thì thôi bao ship cho mọi người luôn, mình khỏi cần trả tiền ship, chỉ cần trả tiền cây là được rồi đó. Thấy rất là ok không, đâu có ít nơi nào mà vừa bao bao ship như thế này, chỉ có bên Tâm thôi. Nói chung là khách hàng là thượng đế nha đó. Rồi, quá nhiều quá chóng mặt cho mọi người quá. Mọi người xem mọi người chóng mặt. Rồi, mọi người cũng có thể ví dụ như là mình trồng mình không biết được ok hay không thì mình có mua thử, mình có thể là mình mua thử để mình trồng thử ở nhà, mình trồng thử để xem là nếu ok thì mình đặt thêm nhiều. Ví dụ như là mọi người hay người không biết là nhà mình có 1000 mẫu đất đi, không, mỗi ngàn nhiều quá, nó khoảng 10 mẫu thôi ha, 10 mẫu đất mình không biết mình trồng được hay không thì mình có thể là mua khoảng 10 cây cái mình ship cho mọi người trồng thử. Mọi người ok thì mọi người cứ liên hệ bên Tâm, mua khoảng 1000 cây thì cha em sẽ chở tới tận nơi cho mọi người luôn, giao tận nơi cho mọi người luôn đó, rất là tuyệt vời. Nhưng mà trong quá trình vận chuyển thì có thể là nó hơi bị rụng lá một xíu nên mọi người tưới lại ha. Nhưng mà cha Tâm thì di chuyển giao trực tiếp thì sẽ ok hơn, sẽ ví dụ trong vòng mọi người Tâm Bến Tre đi, mọi người ở Tiền Giang khoảng vòng tiếng là tới rồi đúng không, cho nên là đâu có rất đụng lá gì đâu. À, nhiều như xa quá thì cũng khoảng 5-6 tiếng thì mới tới à. Mua số lượng nhiều nha. Rồi, tại mua ít quá thì đi tốn tiền xăng thì cũng nhiều á. Rồi đó. Đó, quay cho mọi người xem nữa nha. Đó, một xíu nữa đi rồi Tâm sẽ kết thúc video. Để vài bữa Tâm quay mấy cái video qua bên kia, qua mấy cái vườn kia. Hôm nay quay ở vườn này thì mọi người xem cũng chán rồi đúng không, nhưng mà mình quay mấy cái vườn khác thì sẽ ok hơn. Có những cái vườn rất là không, là Tâm lâu rồi, lâu rồi chưa qua mấy vườn kia, nhưng mà bên kia thì cây nó lớn nhiều lắm rồi đó. Đó, ở Bến Tre Tâm thì trồng rất là nhiều rồi, nói chung là rất là nhiều, trồng rất là nhiều luôn đó. Và bà con cô bác thì mua thì nhớ liên hệ cho Tâm để thì ở ngoài đầu lộ mọi người mà có vô muốn vô nhà Tâm tham quan á thì tôi sẽ cung cấp địa chỉ cho mọi người. Tâm ở ấp Gia Phước, xã Hưng Kính Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Ngay trụ sở Gia Phước á, thì mọi người có thể đứng đợi đó thì alo Tâm sẽ ra, mình nhớ liên hệ Tâm trước nha. Đó, thì cái đường đó mọi người vô thì mọi người sẽ bắt đầu tìm lúc cái đầu đường là mọi người thấy người ta trồng cây xưa rồi đó. Đó, mình chỉ là bên Tâm cung cấp thôi, hầu như là ở bên tỉnh Bến Tre trồng mà bên Tâm cung cấp hết cây xưa cho mọi người luôn á. Đó, đẹp chưa, mà thấy vườn đẹp chưa, mình thấy vườn Tâm trọng lớn không, trọng không, trọng ghê ha. Nãy xe Tâm mới chở đi giao cho mọi người á, mới nhận được mấy cái bill để ghi cho mọi người cho dễ hơn, mấy cái bill hàng á, mình ghi vô đó, cái mọi người mà có đặt á thì Tâm sẽ ghi vô trong đó để bưu điện người ta sẽ ship. Rồi, đó, mấy gốc là bự ghê không. Rồi, à, ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Và Tâm sẽ auto nhận lời chúc thi tốt của mọi người dành cho Tâm. Tâm ngày thứ chủ nhật là Tâm đã thi tốt nghiệp rồi, chủ nhật và thứ hai. Ok.
Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người nhớ chúc tao nha. Mọi người có mua thì nhớ kết bạn Zalo và liên hệ cho tao nha. Cảm ơn mọi người. Bye bye mọi người. Vậy xin chào tất cả bà con cô bác. Ngày hôm nay là ngày thứ hai, ngày 27 tháng 7 năm 2020. Và hôm nay tao sẽ giới thiệu cho bà con cô bác tiếp tục một loại cây là cây gỗ sưa đỏ. Đây, tao đã chuẩn bị một cái cây sưa đỏ cho quý vị bà con thấy. Cây này nó cao tầm khoảng 7 tấc nha bà con. Đó. Nói chung là hổm rài tao quay vườn sưa nè. Với lại giới thiệu vườn sưa cho mọi người xem mà quên giới thiệu cho mọi người xem cận cảnh cái cây. Như mọi người thấy cái gốc kìa. Đó, gốc sưa chúng ta nè. Đó, đây là gốc sưa chúng ta. Đó, và cái cây, cái gốc và cái cây chúng ta nè. Cái gốc của chúng ta như bà con đã thấy nè. Đó. Nó rất là to nha. Bên Tâm thì bán cái cây gốc của chúng ta rất là to. Còn nhiều nơi Tâm thấy họ bán nó không được to bằng. Ở trên máy thấy nhỏ vậy thôi chứ ở ngoài là mọi người trồng rất là ok, rất là to, gốc rất là to, đảm bảo luôn. Đó, cây chúng ta cao từ 6 đến 7 tấc. Cây này Tâm lấy một cái cây 7 tấc cho mọi người xem nè. Đó. Nãy cha mới tưới nè nên là có cái lỗ nó bự kìa. Đó, mọi người thấy chưa? Đó. Xin Tâm cắt vô dầm đi quay vòng vòng vườn cho mọi người xem nha. Đó, bây giờ thì Tâm sẽ đi vòng vòng vườn để Tâm hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta mua. Mua thì mọi người liên hệ với lại là thường thường là cô bác hay là comment bình luận ở phía dưới YouTube á, ví dụ như comment số điện thoại, tên mình, địa chỉ á. Thì thật sự như là YouTube thì nó sẽ không có cho bình luận cái số điện thoại bên dưới. Nó có cho mình ghi tiêu đề ở trên video cả cái số điện thoại của Tâm á, với mọi người liên hệ để mọi người mua á. Chứ bình luận số điện thoại ở dưới phần video là sẽ bị xóa liền. Mọi người hỏi gì cũng trả lời được, chứ bình luận là xóa, bị xóa số điện thoại. Số thì YouTube nó không cho bình luận, cho nên mọi người muốn mua thì liên hệ trực tiếp luôn ha. Rồi các bạn Zalo Tâm sẽ tư vấn cho mọi người. Đó. Đây hôm nay tiếp tục qua Tâm dắt mọi người buổi chiều nay dắt mọi người đi tham quan vườn sưa của Tâm. Tâm vừa mới đi học về tranh thủ là đi quay clip liền cho mọi người xem luôn. Cha Tâm thì ổng đi giao cây rồi. Nói chung là cô bác ủng hộ rất là nhiều. Cô bác hổng đài lên clip khoảng lên video khoảng tầm 2 tháng thôi mà cô bác ủng hộ rất là nhiều người biết và mua cái loại cây này về trồng. Thì mọi người xem ở trên mạng thì mọi người biết rồi, thì cái gỗ quý, cái loại cây này thì cái gỗ rất là quý, cái gỗ nó thuộc nhóm 1A mà trong sách đỏ Việt Nam mà, cho nên là cái giá trị cái lõi của nó rất là mắc. Chúng ta trồng những cây này là để lấy lõi nha bà con các bác. Đó, trồng lấy lõi và cái lõi rất là đẹp. Cái lõi nó càng để lâu năm thì nó càng rất là đẹp. Nếu mà con muốn trồng mà chúng ta lấy lõi thì chúng ta trồng khoảng 7 năm là chúng ta đã có lõi chúng ta bán được rồi. Như cây này nè, cây này Tâm đã trồng khoảng 1 năm rưỡi rồi nè, nhưng mà cái gốc nó bự lắm. Nhưng mà con cô bác thấy nè, tao có quay cho mọi người xem nè. Cái nó rất là cái gốc nó rất là bự. Đó, càng nhầm cây nó gốc nó còn bự lớn hơn nữa bà con. Nhưng mà nó cái cây nó nằm ở ngoài kia kìa. Đó. Vườn Tâm bây giờ thì lúc đầu thì trồng thì vậy thôi, nhưng mà khi mà nó đủ cái vụ khoảng 5 rưỡi tới lên thì nó sẽ rất là màu lớn, nó vượt lên rất là cao như mọi người thấy nè. Đó, cao ghê chưa? Rồi nói chuyện tầm càng tiếng luôn đó, nói chuyện tho luôn. Đó, kể từ bây giờ thì những cái cây bên đây này gốc rất là bự nè. Hổm rài thì nhà Tâm trồng nhiệt quế xen canh với cái cây xưa nè, nhưng mà xưa nó lớn bắt đầu cái cha Tâm đã đi bán hết mấy cây nhiệt quế này để bứng bán để cho có cái chỗ để xưa nó phát triển nè. Như mọi người thấy nè, ở đây thì cái gốc nữa nè, nó bự ghê lên chưa. Đó, nói chung là cái loại ở vườn Tâm thì cái cây gốc này là bự là nhiều đó. Còn bên đây gốc nó mới bự dữ nè. Đây. Nhà cho mọi người xem cái gốc nè, hú hồn nè. Đây nè. Đó, cái gốc còn bự dữ nữa, nó có cái gốc bự hay ghê chưa. Đó. Đây. Cái gốc xưa này rất là bự nha. Mọi người thấy ai về không, đó là tía nào đó. Đó. Mới đi vào cây gì hay gì. Thấy chưa. Rồi đây cái gốc này cũng bự đó nè. Trời ơi, nhìn cái gốc hú hồn chưa. Em người xem nè. Đó, cái tay em nắm là một nắm tay mà cái nắm tay Tâm bự, cái gốc nó cũng bự nè, là nắm hết một nắm tay luôn nè. Đó, rất là bự nha, cho người chiêm ngưỡng. Đó, sau này có cái rễ nè, người thấy cái rễ nào, cái rễ đó sau này là mình vẫn lấy cái rễ nha. Mình khi mà mình bán cây thì mình cũng muốn cái rễ đó, bởi vì cái rễ nó vẫn có lõi, cái lõi nó một chút xíu thì mình vẫn lấy, bởi vì nó giá trị mà, cái lõi thì rất là giá trị. Rồi đó, tiếp tục mấy cây này nó cao múc bên kia tới cây vú sữa luôn kìa. Đó, thấy ghê chưa. Đó,
Cây thì cái cây này thì chúng ta trồng chỉ có 1 năm rưỡi thôi mà cao vậy rồi đó. Đó, nhưng mà cái chỗ nào mà đất tốt thì đất càng là bao lớn nữa. Ở như mấy cây này nè, chưa mấy cây trống nó phải nghiêng, còn nó thì nó phát triển quá dữ nên là nó đè nó làm ngã mấy cây kia luôn kìa. Nhưng mà nó không sao, bởi vì nó ngã thế này đó thì kiểu như nó rất là dẻo, nó không có bị gãy. Còn cái gốc sau này cái gốc nó sẽ bự lên thì sẽ nó tự đứng vững được. À hổm hổm tao mà tao có nói với bà con cô bác là quay bữa quay buổi sáng kia, nói rồi con cô bác là bữa cảnh cảnh buổi chiều nào khoảng 4-5 giờ quay bà con cô bác xem, thì giờ là 4-5 giờ nè, mặt trời đằng kia kìa, mà tâm hơi đi học về trễ nên là không có, khoảng 4 giờ quay nó đẹp hơn, tại này chiều chiều hơi bị tối đó. Bà con cô bác thấy không, góc nè, nhìn góc đã không đó, đây đó, cha tâm thì chăm hay khi mở ra tổ có cắt cái tổ để cho nó cái thân nó lên cao, thân nó lên bự, thì sau này mình lấy cái lỗi là mình lấy cái thân, lấy cái thân thì cái thân nó nhiều gỗ hơn, ở cái thân nó nhiều lỗi hơn, cái lỗi đó là cái vân đỏ đẹp lắm, cái vân rất là đỏ. Nhưng mọi người, mọi cô bác lên mạng xem thử cái loại cây này rất là đắt đỏ, nhiều nhiều bài người ta đăng rất là cái cây rất là giá trị đó. Đó. Nhưng mọi người thấy không, cái vườn xưa tâm nè, cái vườn cung cấp sư giống tâm nè. Bây giờ là mùa hè nhưng mà bây giờ thì nó vẫn có mưa nên là thường thường là không có tưới cho mấy cây này. Cái cây này mua xuống thì khỏi cần tưới, còn nếu mà mùa nắng á, thì mình cần tưới cho nó. Ở tâm tao có làm bét như thế này nè để tiện tưới hơn nè. Bét này tao làm phần, nhà tao phải là 40 cái bét, mà bét này bét tự động, chỉ cần bấm nút thôi là nó sẽ tự nó tưới hả. Mình thấy hiện đại kìa chưa, áp dụng công nghệ hiện đại vào việc trồng trọt, trồng trồng cây đó, mình tưới đó. Thôi dù tao mũi nhiều lắm rồi nhưng mà biết thì cái cây chúng ta thì quý rất là nhiều, quý rất là quý cái giá trị lỗi của nó. Nhưng mà ngồi biết rồi đó, tôi nhớ đẹp rồi, văn lỗi đỏ gỗ đẹp đó. Ở trong người xem vườn của Tâm nè đó, cái nhà của Tâm á, nhà Tâm nó không có được đẹp bà con cô bác thông cảm nha. Mà mình bán sau này mình bán mấy trăm cây nè, mình xây một cái nhà thật là đẹp, xây nhà mà tuốt lên tận đó, tới mặt tăng rồi mà con bác thấy không đó, mặt tăng đã là mình xây tới đó luôn á, thấy ghê chưa đó. Còn ở đây thì thường thường thì mỗi buổi chiều thì cha tâm đều tưới, đều xách cái ống để ra lại tưới cho nó tốt. Và hôm nay nó lên đọt nè, lên đọt bây giờ nó đọt nó cứng lại rồi nè. Đó, bây giờ bà con cô bác mua thì chủ yếu là bà con cô bác mua ở ở miền Tây thì nó sẽ ship đi. Mà bà con cô bác hay mua nhiều thì cha Tâm sẽ ship trực tiếp cho mọi người luôn. Còn mua ví dụ như 10 cây, 20 cây thì Tâm sẽ nhà tủ điện ta ship cho mình. Đó. Còn phí thì bên Tâm sẽ chịu phí cho mọi người. Đó. Mọi người nhớ nha, khi mọi người mua thì mọi người nhớ liên hệ trực tiếp nha. Đừng comment bên dưới, đừng comment bên dưới là nó mất á, Tâm không có thấy. Tại vì comment thì số điện thoại thì nó sẽ bị mất. Đó, cây xưa của chúng ta nè. Đó. Đây cho mọi người qua đây một con, mọi người xem một vòng nữa nè. À, cái lá của chúng ta đó là lá cây xưa đỏ đó, thì cách nhận biết thì cái lá nó đối xứng, cái lá xưa le, còn cái lá xưa trắng nó mới đối xứng. Để quay một cái lá để quay cho con bác xem ha. À, đây cái lá xưa của chúng ta nè đó, mọi người xem nè, cái lá nó xưa le đó, còn đối xứng là cây xưa trắng. Với là khi mọi người trồng cây xưa trắng với cây xưa đỏ nó cũng dễ ra phân biệt với cái thân đó. Cái thân nó sần sù thì nó là cây xưa đỏ, còn cái lân mà nó láng láng quá thì nó là cây xưa trắng. Cũng có loại cây xưa vàng nữa đó. Có nhiều cô bác hỏi là cái bông của cây xưa đỏ màu gì, nên mẹ tâm thấy là cái bông nó màu trắng. Cây xưa trắng thì cũng cái bông màu trắng, còn cây xưa đỏ thì cái bông nó vàng vàng, nó hơi trắng trắng một xíu. Đó. Con có thể là lên mạng xem nhận biết cách loại cây xưa trắng hoặc cây xưa đỏ. Còn bên Tâm thì Tâm chỉ cung cấp cây xưa cổ xưa đỏ thôi. Vậy cây xưa đỏ là có giá trị hơn cây xưa trắng rất là nhiều. Đó. Nhưng mà biết thì nãy cho mọi người xem cái lá rồi đó. Cho nên là cô bác hay họ nhắn tin hỏi là có phải đây là giống xưa đỏ 100% không? Thì đây là giống xưa đỏ 100%. Đó. Tại vì cô bác cô chú cũng mua, cũng hàng, cũng sợ đúng không? Sợ đây là không phải xưa đỏ mà là xưa trắng thì sao đúng không? Thì bên Tâm đảm bảo như mọi người biết rồi. Mình làm ăn cái gì cũng có uy tín thì người ta mới tin tưởng, người ta mua hàng của mình. Mà mọi người biết khi mà lên mạng thì mình cái gì mình cũng phải nói đúng, nếu mà nói sai thì khó khó sống lắm.
Đó, nói chung là lên mạng gì bà coi cứ yên tâm đó. Yên tâm ở Bến Tre thì mọi người có dịp thì có thể đi ghé tham quan vườn gỗ xưa của ông Tâm, vườn gỗ xưa nó lái luôn rồi đó. Nhưng mà thấy thời tiết buổi chiều hôm nay khá đẹp đó. Chiều này không có mưa, chắc ngày mai mưa rồi. Để Tâm dắt mọi người xuống đây xíu nữa là kết thúc video nha, tại vì cũng sắp tối rồi. Bữa nào ông Cảnh nó quay cho mọi người xem nữa ha. Rồi, mọi người đây ở dưới đây là vườn xưa ở dưới Tâm. Đây nè, có mấy gốc xưa của bụi chà bá lửa nè. Đây. Đó, cái gốc xưa này của chúng ta bự ghê chưa. Đó, cho bà con bác xem tiếp nè. Đó. Nói chung mà chỗ Tâm thì gốc như này là cỡ vậy là nhiều. Đó, rất là nhiều ở dưới kìa. Đó. Mấy cây này khi mà nó mấy cây này thì mình bước nó đi, mình nên bỏ đi để hay nó quấn cái thân của mình á, là nó thân quấn cái thân xưa của mình á. Nhổ đi, không biết cây gì của cha, không biết nhổ cái cái đậu gồng hay gì á, đúng rồi cây đậu gồng đó. Rồi vậy được rồi, vậy nên để cho anh cái rễ nó không có bám đất là nó tự nó héo à. Rồi đó, mấy cây ở dưới đây thì tầm tầm nó cao hết trơn rồi. Đây một cái gốc cũng bự lắm đó, đây nè, không người thấy nè, xem nè, nó gốc bự chưa. Mấy cây này mình phải đi thăm nó, mình bứt nó, mình nhổ cái gốc nó lên đi. Mấy cây dây dây này mình nhổ gốc lên hay nó quấn cái thân đó, kiểu như vậy á. Đây gao tay nè, đó gao tay hay nè, đó bự chưa, đó cái này là một nắm tay luôn á. Cái nắm mà con bác hãy là mốt vô nhà Tâm tham quan rồi xem cái nắm tay của Tâm để xác định là thường thường là tầm 1,5 năm cái nó bằng nắm tay không, xác định cái nắm tay là như nào, mốt Tâm cho xè tay cho mình xem nè. Máu nãy nè, máu nãy Tâm đập cái con mũi nè, mũi đeo quá trời, nó cắn quá trời luôn đó. Còn cái cây này thì nó vừa bự mà vừa cao đây nè. Đó, nó bự chưa, nó bự mà nó cao đó nè. Đó nè, đó cho cô bác xem đó. Đây còn đây thì Tâm trồng mai rồi, rất là cao luôn, rất nhiều vườn xưa cho Tâm đẹp, em quay hoài luôn á, cô bác thích xem vườn xưa đó. Vườn xưa Tâm trồng công ở Bến Tre thì Tâm người ta trồng rất là nhiều nha. Đó, nói chung là ở Tâm Phú Tây cũng có, Tâm thì ở Mỏ Kẹo Bắc rồi. Nói chung rất là nhiều, Tâm không có kể hết được, nhưng mà muốn Tâm sẽ đi qua bên đó, Tâm sẽ quay vài vườn gỗ xưa cho mọi người xem đó. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Mọi người có mua thì nhớ liên hệ trực tiếp nha, liên hệ qua Zalo hoặc là kết bạn Zalo để nhắn tin Tâm hỏi, hoặc là có thể là liên hệ qua số điện thoại để có thể là Tâm sẽ tư vấn cho mọi người. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều, chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ. Bye bye mọi người, tạm biệt.